Tiểu Đường, ăn đi. Cảm ơn anh. À, Tôm Mập, cậu cũng ở đây à? Trần Tiểu Thiên, hôm nay tôi không muốn nói chuyện với các người. Tại sao mỗi lần thấy cậu, cậu đều đang ăn? Tôi nghĩ cậu đừng gọi là Tôm Anh Tài nữa, gọi là Tôm Heo Béo cho rồi. Quả nhiên là Tôm Heo Béo. Những thứ này có lẽ chỉ có lợn mới ăn thôi. Anh trai thêm heo béo. Đây là em gái của cậu à? Như vậy mới thật sự là đồ ăn của lợn. Cậu dám động tay đánh anh ta. Chiếc mũ rơm này của Nhiên là truyền thống của nhà họ. Nhìn qua là biết người nhà ngay. Anh Tư Thông, không ngờ Huận Đảng huynh lại có tay nghề như vậy. Bị người khác bắt nạt thì tự mình đánh trả lại. Tin tưởng vào vóc dáng của mình, không phải là đối thủ của cậu đâu. Chuyện của bọn trẻ để chúng tự giải quyết đi. Chúng ta đừng can thiệp vào. Các người là ai? Dám can thiệp vào chuyện của tao? Đánh gãy hai chân chúng đi. Tao là người nhà của Trần Quốc Công. Nếu đã là người nhà Trần Quốc Công thì chỉ cần đánh gãy một chân thôi. Ha ha hờ. Còn ai nữa? Trông giống cậu quá. Chuyện này để nói sau. Thiếu gia, bọn họ đều là công tử nhà Trần Quốc Công. Tiểu thiếu gia đã đánh họ, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Nếu không có chuyện hôm nay, họ cũng sẽ không bớt gây phiền hà cho nhà họ Tạ đâu. Hai nhà Trần và Tạ đã có mối thù mấy chục năm nay rồi. Nhiều năm qua, luôn nhà họ Trần vô ý đàn áp nhà họ Tạ. Có thể nói nhà họ Tạ suy tàn nhanh như vậy. Có quan hệ rất lớn với nhà họ Trần. Trần Quốc Công có dám gây rối không? Hắn là cái gì chứ? Vậy thì không có vấn đề gì rồi. Anh Đế Thanh, chính là bọn chúng. Chỉ là đùa giỡn giữa trẻ con mà thôi. Ngài làm như vậy có phần quá đáng rồi đấy. Các công tử tiểu thư ở đây đều có thể làm chứng. Công tử nhà chúng tôi vừa nói rồi. Chuyện của bọn trẻ để chúng tự xử lý. Cũng không hề can thiệp vào chuyện của các thiếu gia nhà các vị. Ngược lại, vệ sĩ nhà các vị lại lấy lớn hiếp nhỏ. Sợ là làm mất uy tín của Trần Quốc Công rồi đấy. Đúng vậy, thật sự là vậy. Thiếu gia Trần, vết thương của chúng tôi là do họ gây ra. Nói lâu như vậy mà vẫn chưa tìm ra kẻ chính. Đây là đùa với mình nhà. Tôi chỉ là một người trong chi nhánh mà thôi. Muốn tiền không có địa vị, không có địa vị. Trước mặt tôi là con cháu nhỏ của nhà họ Trần, mới là bảo bối của nhà họ Trần. Chuyện hôm nay không xử lý tốt, tôi trở về không biết phải giải thích thế nào. Huynh Tư Thông, hay là chúng ta tìm chỗ trong chùa ngồi đi. Đứng lại, phải không nghĩ là nên giải thích với chúng tôi sao? Các người rốt cuộc muốn thế nào? Muốn từng người một hay cùng xông lên? Ngông cuồng, quá ngông cuồng rồi. Chúng tôi là người đọc sách làm sao có thể như những kẻ man dợ trốn núi rừng được. Chúng ta đấu văn một trận đi. Nếu các người thắng, chuyện này không truy cứu nữa. Nếu chúng tôi thắng, các người phải xin lỗi. Người vừa đánh phải tự phá hủy một chân thế nào? Đấu văn quá phiền phức. Hay đấu võ đi. Hay là chúng ta chỉ cần hai người. Các người cùng xông lên. Vệ sĩ của các người đều là cao thủ. Bên này của chúng tôi đều là người đọc sách. Chỉ có đồ ngốc mới đồng ý đấu võ với các người. Thôi được, nói đấu văn thì đấu văn đi. Rốt cuộc là thế nào? Rất đơn giản, hiện đang là mùa hoa mai nở. Chúng ta lại đang ở trong rừng mai này. Chi bằng lấy hoa mai làm đề tài, là một bài thơ. Để mọi người ở đây đánh giá ai thắng ai thua. Đó chính là đấu văn. Mau đi mời công tử Thẩm đến đây. Huynh Tư Thông, đến lượt huynh thể hiện rồi. Đấu văn thì thôi đi, không thể đấu võ được sao? Nếu các người sợ đấu văn, cũng có thể nhận thua ngay. Chỉ cần xin lỗi trước mặt, đánh gãy tay chân kẻ vừa ra tay. Vậy là xong chuyện thế nào? Quyết định vậy chứ? Hóa ra chỉ là hai kẻ vô dụng, xem ta có bóp nát chúng không? Ngươi xem bọn họ không muốn đấu. Vậy thì không có gì để bàn nữa. Tên Trần Lập Thành này cũng là một tài tử có chút tiếng tăm, nhưng lại không phân biệt đúng sai. Hành xử vô sỉ, hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt. Những người bên cạnh hắn đều là tài tử nổi tiếng ở Kinh Thành. Nói về thơ ca, hai vị công tử kia làm sao có thể sánh được. Các ngươi xem, hắn còn mời cả công tử Thẩm đến nữa. Công tử Thẩm tuy mới đến Kinh Thành không lâu, nhưng đã gây ấn tượng mạnh vào dịp Thượng Nguyên. Tài thơ của hắn đã chinh phục đa số tài tử. Nghe nói có ý muốn kết thân với nhà họ Trần. Xem ra Trần Lập Thành vì muốn thắng, thật sự không cần mặt mũi nữa rồi. Huynh soái, huynh đến rồi. Không biết Trần huynh gọi đệ đến đây có việc gì? Nhưng có một việc cần làm phiền Thẩm huynh. Chúng ta qua bên kia nói chuyện. Hi hi, đều là bạn bè, không cần khách sáo như vậy. Trước mặt là Thẩm huynh, tài tử Thanh An Thẩm Chí. Khi Trần Lập Thành dẫn hắn qua đây, đã tóm tắt lại sự việc vừa xảy ra. Chúng ta là người đọc sách, đương nhiên không giống như kẻ man dợ. Dùng sức mạnh để phân thắng bại, thật sự là làm nhục Nho Phong. Chỉ có điều nếu đầu văn, vẫn cần Thẩm huynh giúp đỡ. Dù sao về tài thơ thì Thẩm huynh vẫn hơn một bậc. Như vậy chúng ta sẽ không lo gì nữa. Trần huynh quá khiêm tốn rồi, Thượng Nguyên vừa giới đệ chỉ may mắn thôi. Các vị ở đây đều là tài tử nổi tiếng ở Kinh Thành. Trước mặt các vị, đệ làm sao dám khoe mẽ. Công bằng mà nói,
mỗi bên chọn một người đấu văn, thắng thua chỉ qua một bài thơ. Người hầu vừa nói chuyện với Lý Hiên xong, lúc này đi từ phía kia đến, khi nhìn thấy bóng lưng đó, Long Thầm Chiếu bắt đầu trùng xuống, đến khi người đó quay lại, thấy rõ khuôn mặt, Long Thầm Chiếu mới thật sự chìm xuống đáy vực. Trời ơi, tôi đến kinh thành chẳng phải vì không còn mặt mũi sao? Người cũng đến kinh thành rồi, thật sự muốn đẩy Thẩm Mỗ vào đường cùng à? Trần Huynh, tôi nghĩ các người vẫn nên đấu võ đi. Ngươi vừa nói gì? Trần Huynh, tin tôi đi, nếu chọn đấu võ, cơ hội thắng sẽ cao hơn đấy. Thẩm Huynh, bây giờ không phải lúc để đùa đâu. Hạ Huynh, lâu rồi không gặp. Thẩm Huynh, lâu rồi không gặp, còn viên ngọc bội nào giá trị không hả? Mọi người lúc này mới hiểu ra, thảo nào Thẩm Chiếu không muốn giúp Trần Lập Thành. Nếu vị công tử đó là ân nhân của hắn, mọi chuyện đều đã rõ. Chẳng lẽ Thẩm Chiếu nghĩ thiếu ngươi, chúng ta không thể làm ra một bài thơ sao? Thẩm Mỗ tự biết tài thơ của mình thua xa Hạ Huynh, không dám mạo muội. Trần Huynh và các vị huynh đài đều là tài tử nổi tiếng kinh thành, tài hoa xuất chúng, đương nhiên không cần đến Thẩm Mỗ. Nếu thật sự không làm được thơ, thì nhận thua sớm đi. Làm thơ gì chứ? Về nhà làm mộng đi. Người lớn cả ngày đầu tôi đấu lui, có ý nghĩa gì không? Không thể bớt trẻ con đi sao? Về nhà rồi cứ thế mà đi à? Đây là chuyện gì vậy? Đã đi thì đi luôn đi, cũng phải xin lỗi xong, rồi đánh gãy chân mấy tên nô tài đó mới được đi. Nếu còn theo tới, cả chân của các người cũng bị đánh gãy. Thật là quá đáng, bắt bọn họ lại. Nhất định phải điều tra rõ lai lịch của hai tên này. Lập Thành, huynh cần gì phải tức giận như vậy? Dù sao cũng chỉ là hai kẻ nhát gan mà thôi. Đến cả dũng khí đấu văn cũng không. Chắc là trong đầu chẳng có chút kiến thức nào. Thậm chí không thể làm được một bài thơ tử tế. Chỉ là hai tên vô dụng mà thôi. Sau ngày hôm nay, trong giới học giả ở Kinh Thành, chắc chắn sẽ không có chỗ cho bọn họ nữa. Rất đúng, rất đúng. Lục huynh nói rất đúng. Ha ha, chẳng có chút kiến thức nào, chỉ là hai tên cười cái gì? Trần huynh, cây quạt đeo bên hông huynh có thể cho tôi mượn một chút không? Viết bài thủy điệu ca đầu này lên mặt quạt, chắc hẳn Trần huynh rất thích nó rồi. Huynh thích bài thủy điệu ca đầu này, liên quan gì đến Thẩm Chiếu ngươi? Ha ha ha. Chờ đến khi Lục huynh viết được bài thơ vượt qua thủy điệu ca đầu này, rồi hãy nói người khác chẳng có kiến thức gì. Trần Huynh cũng không cần điều tra nữa, kẻ vô dụng không có kiến thức đó chính là người của Phủ Khánh An, hạ nhân. Nhìn thấy sắc mặt của Trần Lập Thành và mấy vị tài tử đều Thẩm Chiếu chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sảng, cười lờ mấy tiếng, quay đầu rời đi mà không ngoảnh lại. Dù không biết diện mạo của hạ nhân Phủ Khánh An, nhưng cái tên này, đối với các tài tử danh nhân ở Kinh Thành không hề xa lạ. Trong thế giới này, cách tốt nhất để nổi danh không gì hơn là viết một bài thơ xuất sắc. Dù bài thơ đó xuất hiện ở đâu trước tiên, cuối cùng cũng sẽ được các học giả của toàn cảnh quốc biết đến, lưu truyền ngàn năm vạn thế. Là vị đại thần đó sao? Ngươi thực sự có một người em trai ở đây sao? Những điều đó không quan trọng. Quan trọng là ta đã ở Kinh Thành rồi. Đạo sĩ, chẳng phải ngươi đến Kinh Thành để kết sao còn chưa quay về? Lại có hứng thú bàn luận thiền với lão hòa thượng. Điều này không giống phong cách của ngươi. Chẳng lẽ sau khi kết hôn, vui đến mức không ngay cả tính cách cũng thay đổi? Hoàng bà nói phong địa của Phụ Vương sớm muộn gì cũng phải do ta quản. Bảo ta ở lại Kinh Thành học hỏi từ các quan lại trong triều. Vì vậy, trong thời gian ngắn này, ta không thể rời Kinh Thành được. Đúng rồi, tức ta đến Kinh Thành. Tại sao không thể đến Minh Châu? Biết người đã đến Kinh Thành, chắc hẳn nàng cũng sẽ rất vui mừng. Thực ra, ta chỉ ở lại Kinh Thành vài ngày nữa sẽ trở về Phủ Khánh An. Nhanh vậy sao? Ta còn định dẫn người đi dạo hết các thanh lâu của Kinh Thành. Người đã kết hôn rồi, tính cách cũng không thể thay đổi một chút sao? Đại ca, trên tường viết gì vậy? Anh Tây Tây học hành không chăm chỉ, không biết chữ. Đó là chữ phạn, người không biết cũng là bình thường. Người thật sự biết chữ phạn? Biết một chút thôi. Trên tường viết gì? Quán tự tại Bồ Tát, thâm bát nhã bà là mật đa thờ, chiều kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thích khổ ách, xá lợi tử, sắc bất không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, phụ tường hành thức, diệt phục như thị. Đây là kinh điển của Phật môn đến ma hà bát nhã bà là mật đa thờ, nói về đạo của Bồ Tát, bồ lô mít lô gì đó. Tư thông huynh thật sự giỏi, cái gì cũng biết. Tiểu thí chủ của Nhiên là người uyên bác, huyền trang đại sư của triều chức không dịch kinh bát nhã, chỉ hoàn thành được một nửa, đã sớm đăng cơ rồi. Nửa bộ tâm kinh đến nay vẫn còn ở trong tàng kinh các của chùa Hàn Sơn chưa được công bố, nhưng không rõ thí chủ đã học được từ đâu. Đại sư đại ấn, chẳng lẽ chữ phạn trên tường này thật sự là tâm kinh? Đó là Kim Cang Kinh. Đây là những gì tôi đã nghe. Một lần Đức Phật ở tại cùng với nhóm 1250 vị tỳ kheo tụ tập trong vườn kỳ lân. Hóa ra là Kim Kim Cương. Xin lỗi, vừa rồi tôi nhìn nhầm. Đây là những gì tôi đã nghe. Một lần Đức Phật ở tại nước Xá ở miền Bắc. Có phải đây là Kim Kim Cương do Cao Tăng cư dịch ra từ thời Hậu Tần? Nghe nói bản dịch này được nhiều cao tăng thời đó công nhận và lan truyền rộng rãi. Sau khi nước Hậu Tần diệt vong thì bị thất lạc. Tiểu thí chủ đã lấy nó từ đâu?
Bừng công thất bại, chắc hẳn lão hòa thượng này đang trả thù mình. Vừa rồi đã gạt ông ấy, chưa bao giờ thấy một hòa thượng nào thù dai như vậy. Anh ta trở về nhà. Ôi, lão hòa thượng này chắc chắn là cao thủ. Thân pháp của ông ấy thật tuyệt vời. Nhanh cứu tôi với. Không biết đại sư còn việc gì nữa. Lão nạp chỉ muốn biết, tiểu thí chủ vừa rồi đã nhắc đến kinh Bát Nhã Tâm và kinh Kim thì đã học được từ đâu? Có chuyện gì sao? Không có gì, chuyện này dài dòng lắm. Đó là vào một mùa đông cách đây mấy chục năm, tôi mở cửa lớn, thấy một lão hòa thượng mặc quần áo mỏng manh, đã ngã gục trước cửa nhà tôi, trước khi chết đã truyền lại cho tôi. Hóa ra những kinh văn này, quyển kinh sách mà vị cao tăng đó để lại cho tâm có giá trị. Giờ quyển kinh sách đó ở đâu rồi? Có lần tôi đọc sách trong nhà vệ sinh, phát hiện không còn giấy vệ sinh nữa, thấy giấy của quyển kinh sách đó, thế nên tôi đã ấy. Anh Di Đà Phật, không biết nội dung kinh văn đó, tiểu thí chủ còn nhớ chứ? Tất nhiên rồi, tôi đã học chữ từ quyển kinh sách đó, đã thuộc lòng hết những kinh văn trong đó từ lâu rồi. Những kinh văn đó vô cùng quan trọng với Phật môn. Lão nào có một thỉnh cầu không tiếc, tiểu thí chủ có thể sao chép những kinh văn đó ra không? Ngày sau Phật môn ắt có báo đáp. Đây cũng là một công đức, sẽ được Phật tổ phù hộ. Chỉ là việc nhỏ thôi. Đại sư nói quá lời rồi. Sao chép kinh văn không phải là việc một sớm không có mấy ngày thì không viết xong được. Dĩ nhiên không thể ở lại chùa Hàn Sơn mãi được. Đã hẹn với lão hòa thượng 7 ngày sau, người của chùa Hàn Sơn sẽ xuống núi lấy kinh sách đã xuống núi. Ủa Yế, 今天早上 不是 刚 交 过 吗? Sao lại phải giao nữa? Bớt nói nhảm đi. Đây là địa bàn của ông đây. Ông đây muốn thu lúc nào thì thu lúc đó. Muốn thu bao nhiêu thì thu bấy nhiêu. Nhà ngươi nếu muốn còn mở quán ở đây thì lấy tiền ra đây cho ông. Kinh đô đế quốc, dưới chân thiên tử, an ninh sao lại kém? Kẻ thu tiền bảo kê lại dám ngang nhiên như vậy. Nếu ở phủ Khánh An đã bị Lưu Nhất Đao xử lý chỉ còn nửa mạng rồi. Hổ gia, thật sự là hết tiền. Sáng nay ngài đã lấy hết tiền rồi. Từ sáng giờ chúng tôi chỉ có vài khách hàng. Thật sự là không còn tiền nữa. Mẹ nó, xui xẻo gặp phải kẻ nghèo rớt như ngươi. Xem như số ông xui. Làm gì thế, Tống lão huynh? Không có gì, ngươi cứ lo việc. Tối nay mời ngươi uống rượu. Chú ý chừng mực. Cái đồ chết tiệt này, quan hệ giữa quan và cướp ở kinh thành này có thể rõ ràng hơn được không? Được rồi, công tử, không thể đánh đâu. Hai vị công tử, hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Khi quan sai tới, các vị sẽ không đi được đâu. Sao lại có loại côn đồ lưu manh như vậy ở kinh thành? Quan phủ chẳng lẽ không quản sao? Hôm nay ta thật không định đi đâu. Ta muốn xem bọn họ có thể làm gì ta. Tên côn đồ nào dám gây sự giữa đường, còn không mau dừng tay. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách sáo. Dừng tay, ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là tên ác bá này làm điều ác dữ. Ngươi là quan sai, tại sao lại không can thiệp, lại để hắn bắt nạt mẹ con này? Mắt nào của ngươi thấy họ bị bắt nạt? Ta chỉ thấy các ngươi gây sự giữa phố, ảnh hưởng rất xấu. Đi theo chúng ta đến Nha huyện. Là ta đã liên lụy các ngươi, ta thật muốn xem thử. Cổng Nha huyện mở về hướng nào? Sư huynh thông, cùng ta đi phô trương nào? Vụ án gì đây? Hình như liên quan đến nương tử nhà họ Hà. Chi tiết thì thuộc hạ cũng không rõ. Tổng bố đã bắt người về rồi, bây giờ đang đợi ở bên ngoài. Được rồi, được rồi, lôi xuống trước đi. Bổn quan sẽ qua ngay. Lại là tiểu thư họ Hà đó. Ngươi tên là gì? Đoan Ngọ. Đoan Ngọ à, tên thật đẹp. Ca ca mời người ăn gì đó được không? Có tốn tiền không? Đây là ca ca mời người ăn, không tốn tiền đâu. Cảm ơn ca ca. À, đại ca, công đường không phải là các ngươi là ai? Lại dám làm loạn giữa công đường, gan thật lớn. Hôm nay trên phố thấy ác bà ức hiếp lương dân, mà các ngươi không can thiệp, còn tiếp tay làm ác. Chúng ta đọc sách thánh hiền, dù là dân thường, cũng có chính khí. Muốn hỏi huyện lệnh đại nhân, ở kinh thành này, dưới chân thiên tử còn có vương pháp không? Học thánh hiền sách mà dám làm loạn công đường xa, làm loạn công đường, lẽ ra phải chịu trụ mình, để làm gương. Nhưng xét vì các ngươi là người đọc sách, nên tha cho các ngươi một lần. Nha dịch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bổn quan sẽ giải thích rõ. Đại nhân vi, thuộc hạ như thường lệ dẫn người tuần tra trên phố, phát hiện có người đánh nhau trên phố, lập tức tiến lên ngăn chặn. Ai ngờ kẻ gây sự không nghe lời khuyên, không coi pháp luật ra gì. Đây là hai kẻ côn đồ cùng người bị hại, toàn là lời bịa đặt. Rõ ràng là tên vô lại kia cướp tiền của hai mẹ con này. Các ngươi là quan sai mà không can thiệp, rõ ràng là các ngươi cấu kết với hắn cùng một ruột. Chẳng lẽ trong nha huyện toàn là những kẻ ăn không ngồi rồi? To gan, nhưng ngươi nói xem, có ai muốn cướp tiền của mẹ con ngươi không? Không có. Nếu nói ra sự thật, cuối cùng sẽ hại hai vị công tử này. Lật ngược trắng đen, chẳng phải đó là điều mà những kẻ này giỏi nhất sao? Đến cả cô ấy cũng phủ nhận. Ngươi còn gì để nói? Người đâu, đưa hai kẻ vô pháp vô thiên này xuống. Tống giam 50 ngày, sau đó quản lý lại thuộc hạ cho tốt. Nếu còn lần sau, bổn quan sẽ không tha. Ngươi đúng là một tên quan chó cấu kết với lũ này. Sắc mặt Trần Nguyệt hơi xanh, làm quan bao nhiêu năm, lần đầu tiên bị người ta chỉ mặt mắng là quan chó. Chưa kịp nổi giận,
Một tấm thẻ bằng ngọc đã hiện ra trước mặt ông. Trần Nguyệt giật mình, sau khi nhìn kỹ tấm thẻ ngọc đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Không biết đây là bổn quan thất lễ. Không cần nhiều lời, bổn quan sẽ báo cáo lại toàn bộ sự việc hôm nay. Trung thực với hoàng thượng, đại nhân hãy bảo trọng. Chuẩn bị xe, đến phủ Trần Quốc Công. Chỉ là một thân phận tiện lợi mà thôi. Kinh thành không giống như Khánh An phủ. Có tấm thẻ này, làm việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Yên tâm đi, chuyện này đã gặp phải ta, thì chắc chắn sẽ theo đến cùng. Cảm ơn đại nhân. Sư huynh Thông, có muốn đến phủ ta xem cô máy nước gió mới phát minh không? Để lần sau, có dịp ta nhất định sẽ đến. Nhà hạ, lại là nhà hạ. 20 năm trước đã khiến nhà họ Trần ta mất mặt, bây giờ lại đối xử như thế với con ta. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trần dạ, chuyện này để hắn làm. Đến nhà hạ đòi lại công lý cho ta. Lập Thành, ngoài nhà hạ gia, ngươi có điều tra ra thân phận của ai khác không? Chỉ biết có một người tên là Hà Nhân, người Khánh An phủ, không biết có liên quan gì đến nhà Hà. Còn người ra lệnh đánh gãy chân một vệ sĩ trong phủ, tạm thời chưa điều tra ra. Người đàn ông trung niên nhíu mày sâu hơn. Lúc này, một người từ ngoài bước nhanh vào, nói nhỏ vào tai Trần Lập Thành vài câu. Điều tra ra rồi, người tên Hà Nhân đó là cháu đích tôn mới trở về của nhà Hà, là con trai của Hà Kiếm Lâm. Con trai của nhà Hà đã rời đi vài ngày năm trước, cha Hà đã phái người đi tìm, hôm qua mới đến kinh thành. Cái gì, ngươi nói Hà Kiếm Lâm đã trở về? Đúng vậy, thông tin này được nghe từ một hạ nhân nhà Hà, chắc là không sai đâu. Hà Kiếm Lâm và người phụ nữ đó dám trở về, không cần nói đến chúng ta, sợ rằng nhà Hà cũng không chứa chấp bọn họ nữa. Hà Minh Trạch có thể giao lại vị trí gia chủ cho hắn sao? Người nhà Hà cũng không chịu đâu. Hà Kiếm Lâm năm đó bỏ đi, làm nỡ giờ em gái ta 20 giờ hắn đã trở về, khi nợ mới nợ cũng tính luôn một lượt. Chuyện này đừng nói với em gái ta, chuyện mấy vệ sĩ kia, hãy để Trần Nguyệt đến nhà Hà bắt người, có lý do hợp lý, người khác cũng không thể nói gì thêm. Hừ, Trần Nguyệt giờ đây còn không tự bảo vệ nổi mình, làm sao có thể? Trần Nguyệt làm huyện lệnh ở kinh thành rất tốt mà. Đại ca nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ có người đang nhắm vào nhà họ Trần chúng ta? Nghe nói Tiểu Thiên ở bên ngoài xảy ra xung đột với người khác. Đại ca, anh phải đứng ra bảo vệ Tiểu Thiên. Tiểu Thiên và những người khác bị người nhà họ hạ đánh như thế nào? Cả vệ sĩ của nhà họ Trần ta đều bị đánh gãy một chân. Đây không phải là đánh họ, mà là đánh vào mặt mũi nhà họ Trần ta. Em rằng không chỉ có người nhà họ Hạ thôi đâu. Đúng vậy, nếu không có kẻ trợ giúp, thì làm sao chúng ta lại chịu thiệt hại lớn thế này? Kẻ đó chẳng coi nhà họ Trần ta ra gì. Ta đã cho người điều tra rồi, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn đâu. Người ta dĩ nhiên không coi nhà họ Trần ra gì. Hoàng thượng đang có bệnh, các hoàng tử, công chúa đều đang cầu phúc cho người. Thế tử và thế tử phi của Vương Gia Ninh cũng đang ở. Hôm nay đi đến chùa Hàn Sơn, lại bị đám nô tài mù quáng này va phải. Ngươi thử nói xem, ngươi không dễ dàng bỏ qua cho ai? Là thế tử hay là hoàng thượng? Gì cơ? Bọn họ là bọn họ, sao có thể? Ta đã bảo các ngươi rồi, sự bất bình của em gái sẽ được đòi lại trên người nhà họ Hà, không cần thiết phải gây rắc rối với nhà họ Hà. Các ngươi lại tốt đấy, vì chuyện nhỏ này mà kéo theo cả Trần Nguyệt, còn kéo theo bộ máy luật pháp, còn kéo lên tận đầu giám sát sứ ở kinh kỳ đạo. Chứ huyện lệnh ở kinh thành của Trần Nguyệt em là cũng đến đây thôi. Bao nhiêu công sức nhà họ Trần ta đầu tư vào hẳn mấy năm nay đều thành công gốc hết. Trần Nguyệt làm quan 3 năm không phạm lỗi lớn, chắc sẽ không mất chức chỉ vì chuyện này chứ. Hơn nữa, nhà họ Trần ta cũng có chút ảnh hưởng ở ngự sử đài, sao không cho người đến chỗ ngự sử giám sát? Vừa hôm trước, hoàng thượng đã bổ nhiệm thế tử của Vương Gia Ninh làm giám sát, sáng nay đã bị đám nô tài mà các ngươi vừa rồi còn nghĩ đến chuyện không bỏ qua cho hắn. Ngươi nói thử xem còn định đi đâu nữa? Việc này tạm thời gác lại, cho người mang lễ vật hậu nghĩ. Ngươi tự mình đến phủ thế tử, nói rằng do đám nô bộc trong nhà gây sự, đến để xin lỗi thế tử điện hạ. Còn chuyện của Trần Nguyệt thì đừng nhắc tới. Chuyện Hà Kiếm Lâm trở về kinh tạm thời giấu em gái ta, bắt bọn họ tự quản miệng mình cho kỹ. Nếu có bất kỳ tin tức nào bị lộ ra ngoài, ta nhất định sẽ không tha. Khi Trần Thành nói những lời này, người phụ nữ sau tấm bình phong đã rơi hai dòng nước mắt. Anh ấy đã trở về. Anh ấy cuối cùng đã trở về. Thiếu gia, phía trước chính là nhà họ Hà. Đoan Ngọ, sao con lại ở đây? Mẹ con đâu? Nhà con ở bên trong. Mẹ đang ở nhà sắc thuốc cho bà ngoại. Em gái có muốn vào chung không? Đoan Ngọ, con họ gì? Họ Hà, Hà Đoan Ngọ. Ô, mẹ, dậy uống thuốc đi. Lấy đâu ra tiền mua thuốc thế? Mấy ngày nay buôn bán tốt, nên dành dụng được ít tiền. Lãng phí tiền bạc làm gì chứ? Bà lão này chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tốt hơn là để dành cho Đoan Ngọ. Mẹ, đừng nói những lời này nữa, mau uống thuốc đi.
Nhưng, mẹ, con về rồi. Điều đầu tiên hiện lên trong mắt là một gương mặt già nua. Những năm qua, mỗi khi họ gặp phải vấn đề không giải quyết được, người phụ nữ già này sẽ xuất hiện. Mặc dù chưa bao giờ nói chuyện, nhưng trong lòng cũng đại khái đoán được lai lịch của bà ta. Có phải có người đến không? Ừ, gọi ta là gì? Cô nương nhà họ Hà, đây là con của chị con sao? Ngọc Nương, có phải Ngọc Nương đã về không? Ngọc Nương đâu rồi? Bà ngoại đừng lo, mẹ không ở kinh thành, lần này con đến để đón hai người về. Con là con của Ngọc Nương. Con của Ngọc Nương, sao đầu của cháu ngoại ta lại lớn như vậy? Tuấn Y, thu dọn đi, hôm nay rời khỏi đây. Được, Đoàn Ngọ, đây là anh trai của con. Anh trai, thiếu gia, chuyện này có phải nên bàn bạc với gia đình không? Tại sao phải bàn bạc? Những năm qua thật ra gia đình đã giúp họ rất nhiều, nhưng cũng chưa bao giờ làm rõ ra mặt. Nếu không, có thể sẽ khiến gia đình họ Trần bất mãn hơn. Nếu họ nghiêm túc, gia đình họ Hà sẽ gặp rắc rối lớn hơn. Thiếu gia muốn đón họ về nhà cũng không phải không được, nhưng ít nhất phải bàn bạc với lão phu nhân hoặc nhị gia đã. Nhiều người trong gia đình họ Hà vẫn còn canh cánh về chuyện năm đó. Thiếu gia nếu làm việc này âm thầm sẽ gặp không ít khó khăn. Ta không có ý định đưa họ về nhà họ Hạ. Đứng lại, các ngươi là ai? Đến đây làm gì? Làm ơn vào thông báo giúp. Nói rằng có bạn của Thế Tử đến. Đi đi đi. Có chỗ nào mát thì đi mà ngồi. Thế Tử rất bận, không phải ai cũng gặp được. Đồ hỗn xược, dám nói chuyện kiểu đó à? Công tử hạ đến đúng lúc lắm. Thế Tử vừa từ cung về. Đợi ngài đã lâu rồi. Ngài đang bay. Đạt đến mức độ này đã là rất tốt rồi. Hóa ra con người thật sự có thể bay lên trời. Nếu họ có thể bay cao hơn, chẳng phải sẽ chẳng khác gì chim sao? Nếu họ có thể bay cao hơn thì trên chiến trường sẽ không cần kỵ binh nữa, cũng sẽ không còn phục kích nữa. Phân bố quân địch, số lượng lương thảo, địa hình chiến đấu, từ trên trời nhìn xuống là rõ như lòng bàn tay. Thế nào, có phải cảm thấy trách nhiệm trên vai đột nhiên nặng nề hơn không? Ta chỉ muốn thấy họ bay lên thôi. Còn việc chú Hoàng muốn dùng thế nào, đó là chuyện của chú ấy. Sao anh ta lại ở đây? Đó là em gái ta, người phụ nữ hôm qua là gì ruột ta? Mất một lúc, Ly Xuân mới hiểu ra mọi chuyện. Anh đến mượn người của ta là để bảo vệ họ sao? Cũng được, phụ quốc công Trần muốn đối phó với gia đình bình thường có rất nhiều cách. Người bảo vệ của Thế Tử, anh cứ họ đều là những người được cha ta chọn lựa kỹ càng. Có họ ở đây, chắc không có vấn đề gì đâu. Đưa cho anh, đây là thứ gì? Là tàu lượn, nó có thể giúp người bảo vệ của anh bay cao hơn, xa hơn. Cao hơn, xa hơn. Thật sao? Các người chuẩn bị lên đường đi. Điều mà thế gian có thể làm cho anh ấy là dẫn dắt anh ấy đến con đường đúng đắn, giảm bớt thời gian lãng phí vì đi sai đường. Bản vẽ trên giấy của anh ấy là bản vẽ đơn giản nhất, tàu lượn đơn giản đến mức không có động cơ. Dù vậy, Ly Xuân muốn chế tạo nó cũng phải mất không ít thời gian. Chọn 6 người bảo vệ, ra lệnh cho họ đi theo hạ nhân. Sau đó Ly Xuân ôm lấy bản vẽ để nghiên cứu kỹ. Lúc này tốt nhất không nên làm phiền anh ấy. Hạ nhân cũng không chào, lặng lẽ rời đi. Kính chào Thế Tử Phi. Kính chào Thế Tử Phi. Yên Si, cô có biết vị công tử vừa rồi không? Thưa Thế Tử Phi, đó là hạ nhân, hạ công tử, bạn của Thế Tử ở Thanh An Phủ. Ồ, anh ấy là hạ nhân. Phu quân thích nghiên cứu những thứ kỳ quặc, cũng không bao giờ giao tiếp với người khác, bao gồm cả chính mình. Dường như không ai có thể hòa nhập vào thế giới của anh ấy. Ngoại trừ chàng trai trẻ vừa rồi, thật sự rất tò mò, rốt cuộc anh ấy là người thế nào? Hay nói đúng hơn là phu quân rốt cuộc là người thế nào? Con ơi, nói với gì về mẹ con đi? Mẹ con đã qua đời từ hơn 10 năm trước rồi. À, việc này, yên tâm, dì sẽ không nói với mẹ đâu. Sau khi chị gái đi, mẹ đã khóc đến mù mắt. Suốt 20 năm nay, ngày nào cũng mong chị ấy trở về. Cứ giấu mẹ vậy đi. Những ngày này phải phiền đến các vị rồi. Hạ công tử khách sáo rồi. Yên tâm, có chúng tôi ở đây sẽ không có vấn đề gì đâu. Về khả năng của người bảo vệ Thế Tử, hạ nhân rất yên tâm, cũng không nói thêm gì nữa. Đưa hạ anh tài về nhà. Khi đi đến phố, gặp một người tiến lại. Công tử, làm phiền rồi. Chủ nhân của tôi mời ngài đến Kim Phượng Lầu gặp mặt. Có thể cho biết chủ nhân của anh là ai không? Công tử đến sẽ biết. Nếu không đến thì sao? Chủ nhân của tôi không có ý xấu. Ngài xem cái này trước đã. Chuyện gì thế này? Sao lại có cô gái tặng khăn tay? Tôi vừa đến kinh thành cũng chưa quen ai mà. Không phải anh nhận nhầm người chứ? Nếu đã họ Hạ thì sẽ không nhầm đâu. Anh Tài, em về nhà trước. Anh đi xem cô gái có đẹp không? Tịnh Nhi, cô nghĩ anh ấy sẽ đến chứ? Tiểu thư xinh đẹp như vậy, anh ấy nhất định sẽ đến. Xinh đẹp sao? 20 năm trước anh ấy đã từ chối ta một lần, hôm nay lại muốn từ chối ta lần thứ hai sao? Tiểu thư, thức ăn nguội rồi, có cần tôi mang xuống hâm nóng không?
Chào em gái xinh đẹp, anh đến rồi đây. Anh cuối cùng cũng chịu đến gặp tôi sao? 20 năm trước, anh đã trả lại khăn tay mà tôi tặng. Giờ lại muốn trả lần thứ hai. Nếu đã không muốn gặp tôi, thì cần gì đến đây? 20 năm trước cô nương đã nhận nhầm người rồi. Cô nương, hóa ra cô đã quên tôi rồi sao? Vị cô nương này hình như đã giữ nhan sắc tươi ngoài 30 mà trông như mới hơn 20. Hơn nữa còn không nhận ra tình lang của mình. Hay là do mình vừa có gương mặt phổ thông, lại còn trông già hơn hẳn? Đừng đi, xin anh đừng đi. Đừng bỏ lại tôi một mình nữa. Kiến Lân đừng đi. Em sẵn sàng làm thiếp cho anh. Em sẽ cầu xin cha và anh trai. Nếu họ không đồng ý, em sẽ lấy cái chết để ép họ. Họ nhất định sẽ đồng ý. Anh đừng bỏ rơi em nữa. Kiến Lân, anh đã nói rồi mà. Khi còn nhỏ anh đã nói. Anh nói khi em lớn lên sẽ cưới em làm vợ. Em đã chờ đợi rất lâu. Mười năm rồi đấy. Cuối cùng em đã lớn rồi. Nhưng tại sao anh lại nuốt lời? Anh có biết không? Sau khi anh rời đi, em rất sợ. Rất sợ rằng anh sẽ không trở lại. Hàng tháng em đều cầu xin Bồ Tát. Cuối cùng anh đã trở về. Nhưng anh trai họ không nói với em. Nhưng em thật sự rất muốn gặp lại anh. Con gái chính thức nhà họ Trần không thể làm sao? Em sẽ cầu xin họ. Họ sẽ đồng ý mà. Họ nhất định sẽ đồng ý. Cô gái đó nói trong nghẹn ngào. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hạ nhân cảm thấy lưng mình ướt đẫm. Anh ấy há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng dường như có gì đó mắc nghẹn trong cổ, một chữ cũng không nói ra được. Sau một lúc lâu, hạ nhân thở dài một tiếng dài, quay lưng lại, cúi đầu không dám nhìn vào mắt cô ấy. Cô nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là Hạ Kiến Lâm. Làm sao tôi có thể không nhận ra anh chứ? Anh không phải là Đường. Anh là Thủy. Tại sao lại giống Kiến Lâm như vậy? Tôi tên là Hạ Nhân. Hạ Kiến Lâm là cha tôi. Đúng rồi. Hãy đưa chiếc khăn tay này cho cha anh. Nói với ông ấy rằng vào thời gian này đêm mai, tôi sẽ đợi ông ấy ở đây. Chuyện này em rằng tôi không thể giúp cô. Yên tâm, tôi sẽ không tranh giành gì với mẹ anh đâu. Tôi chỉ muốn gặp lại ông ấy một lần nữa thôi. Tôi không thể giúp cô, không phải vì lý do đó, mà là vì mẹ tôi đã qua đời hơn 10 năm trước rồi. Anh nói gì? Không thể nào. Làm sao có thể được? Kiến Lâm, anh ấy có thể. Đi. Tôi không muốn thấy anh nữa. Đồ lừa đảo. Kiến Lâm làm sao có thể chết? Kiến Lâm không thể chết được. Nhìn vào người phụ nữ đã trở nên điên loạn, trái tim của hạ nhân cũng chung xuống. Tội lỗi lớn quá. Con gái chính thức nhà quốc công chấp nhận làm thiếp chỉ để được ở bên người mình yêu. Kiên trì suốt 20 năm, không biết đã phải chịu bao nhiêu ánh mắt lạnh lùng, và cuối cùng nhận được là tin tức rằng người ấy đã không còn trên đời. Đối với người si mê, trải qua chuyện như thế này, em rằng sẽ phát điên. Nếu cô ấy không thể vượt qua cú sốc này, kết cục bi thảm gần như chắc chắn. Kinh thành thật phức tạp, tốt nhất là quay lại Phủ Thanh An mà ở. Giao hòa như gì, đợi anh trở lại. Hạ nhân cả đêm không ngủ ngon, sáng sớm đã dậy, với đôi mắt cấu trúc đi chào bà nội. Ra ngoài thì nhớ lấy ít bạc ở phòng kế toán nhé. Những năm qua nhà họ Hạ chúng ta nợ nhà họ Hà rất nhiều. Cảm ơn bà, nhưng không cần đâu, tiền của cháu đủ dùng rồi. Bà sẽ cho người đưa tiền đến chỗ cháu. Đây là tiền mà nhà họ Hạ chúng ta nợ họ, việc này để cháu làm. Danh chính ngôn thuận, kinh thành đối với họ không phải là nơi tốt đẹp gì. Giờ đi sớm cũng tốt, đi thật xa, số tiền đó đủ để họ không lo ăn mặc trong tương lai. Lẽ ra anh phải kế thừa nhà họ, quyết định sự hưng suy của nhà họ Hạ, nhưng anh đã từ chối hôn sự với nhà quốc công và bỏ trốn cùng một cô gái bình dân. Gia đồng mất hết này đã trở thành kẻ thù. Trong lòng anh ấy cũng có oán hận. Chỉ là 20 năm đã trôi qua, hai người đều đã qua đời từ lâu. Bà Lao cũng không muốn nhắc lại những chuyện xưa cũ. Anh có biết không, anh ấy đã đón tất cả người nhà họ Hà đi rồi. Đó vốn là việc mà anh ấy nên làm. Nếu không có nhà họ Hà lúc đó, nhà họ Hạ chúng ta có thể thành ra thế này sao? Họ nợ chúng ta. Chúng ta không nợ họ gì cả. Bà Lao định rút 1,0 lượng bạc từ phòng kế toán để đưa cho họ. Họ dựa vào cái gì? Việc này anh không cần lo nữa. Tôi không lo. Nếu tôi không lo, đến lúc đó vị trí chủ gia đình của anh sẽ bị người khác chiếm mất. Rời khỏi nhà họ Hạ thì thôi, giờ lại còn muốn quay lại. Hạ Kiến Lâm thiển cận, hành động tùy tiện, con trai ông ấy cũng chẳng hơn gì, chỉ khiến nhà họ Hạ suy tàn sớm hơn. Tôi làm tất cả là vì nhà họ Hạ. Vì anh đấy, bà lão lù lẫn rồi. Còn tôi thì sao? Tôi nhất định không để nhà họ Hạ bị hủy hoại dưới tay một kẻ ngoại tộc. Tam tiểu thư có ở trong không? Có, Tam tiểu thư ở trong. Sợ gì chứ? Chưa từng thấy soái ca à? Trần Xu nhìn cô hầu gái đầy nghi ngờ, rồi đẩy cửa bước vào. Sau tấm màn, một thiếu nữ có thân hình mảnh mai ngồi bên giường. Trần Xu nở nụ cười, nói rằng, lão dịch, hoa mai trên núi Hàn Sơn đang nở rộ. Hãy để hầu gái trong phủ đi cùng cô ngắm cảnh. Cô không phải thích lễ bái Bồ Tát sao? Nhân tiện đi Hàn Sơn tự mà xem. Đức cao tăng đàm ẩn của chùa hiếm khi xuất hiện. Những ngày này tiếp đón khách hành hương, cô cũng có thể lễ Bồ Tát. Nhưng dù có lễ Bồ Tát cũng có ích gì, đều là giả dối. Không lễ thì thôi, hôm nay trời đẹp,
Đi ngắm hoa mai cũng không tệ. Giữa anh em trong nhà không có gì phải khiến Trần Sung vén màn. Khi nhìn vào bên trong, mặt anh ta đột nhiên biến sắc. Chỉ mới nửa ngày không gặp, chỉ thấy mái tóc đen như thác nước của cô gái đã trở nên bạc trắng, nhan sắc càng thêm tiểu tụy, giống như đã già đi mấy chục năm chỉ trong chốc lát. Tiểu Ai, em làm sao vậy? Tại sao lại trở nên như thế này? Chết rồi, anh ấy chết rồi, ai chết cơ? Kiến Lâm à, Kiến Lâm chết rồi. Sao Kiến Lâm có thể chết được? Anh ấy còn chưa cưới em mà. Nhìn em gái từng được mọi người yêu thương hết, giờ đây đã tiêu tụy. Trần Sung đau đớn bước nhanh ra ngoài, lạnh lùng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiếu nữ run rẩy quỳ rạp xuống đất và kể lại mọi chuyện. Nhà họ Hạ, nhà họ Trần ta và các người không đội trời chung. Hôm nay hạ nhân rảnh rỗi đến tìm Lý Hiên. Trong lúc chờ đợi Lý Hiên, Lý Minh Châu đang đi về phía này. Ôi trời, cậu ta không nhìn thấy mình. Cái đầu to kia, bỏ tờ báo xuống. Cô nương này đang nói chuyện với tôi sao? Ở đây ngoài cậu ra còn ai nữa không? Cậu không phải là người sao? Này, cậu mới không phải là người đấy. Không biết cô nương gọi tại hạ có việc gì? Lâu ngày không gặp, dám nằm cao à? Chính là cái đầu to của cậu, tờ báo cũng không chịu nổi. Cô nương nói gì? Tại hạ nghe không hiểu. Hoàng tỷ, tỷ quen cái đầu to này sao? Từng gặp công chúa Vĩnh Lạc. Còn ta thì sao? Ngươi là công chúa gì? Bản công chúa Thọ Ninh, quỳ xuống tha cho ngươi một mạng. Sư Sung huynh đến rồi à? Khó khăn là mới tụ tập được. Minh Châu và Thọ Ninh ở lại một lát. Vừa mới nhờ người chế tạo một cái nồi uyên ương. Hay là hôm nay ăn lẩu đi? Không được, về cung muộn. Mẫu phi sẽ trách tội đấy. Lẩu là cái gì? Hả? Sao cậu lại đến kinh thành? Có vài việc cần làm, vài ngày nữa sẽ đi. Minh Châu càng ngày càng xinh đẹp. Thiên pháp đã được áp dụng vào quân đội, uy lực thế nào? Vài ngày nữa sẽ có tin. Công chúa ngoại quốc càng ngày quan tâm đến mấy chuyện đánh đánh giết giết làm gì? Huống hồ uy lực của thứ đó cậu đã thấy rồi, không cần bàn cãi. Trong thời đại vũ khí lạnh này, nước cảnh dùng thuốc nổ đánh nước nào, nước đó sẽ gặp xui xẻo. Thiên phạt gì? Đợi vài ngày nữa cậu sẽ biết. Một khi thiên phạt lập công lớn, phụ hoàng chắc chắn sẽ trọng thưởng cho cậu. Cái gì cơ? Trọng thưởng cho tôi? Cậu không giữ lời hứa. Không phải tôi, tôi cũng mới biết sau này thôi. Nhưng phụ hoàng chưa bao giờ phái người tìm cậu. Phải hiểu phụ hoàng xem trọng cậu thế nào chứ. Lão hoàng đế chắc chắn là sắp xếp đặc vụ gián điệp bên cạnh. Đáng sợ quá. Hừ, phụ hoàng sẽ không thưởng cho cậu đâu. Thiên phạt rốt cuộc là cái gì? Đừng hỏi nhiều nữa, khi cần biết thì cậu sẽ biết thôi. Thấy hạ nhân và Minh Châu đều giữ im lặng về chuyện này, Lý Hiên dường như hiểu ra, gật đầu. Thật sự không hỏi thêm nữa. Trong sảnh rộng lớn của nhà họ Hạ, lão phu nhân cau mày nhìn Hạ Minh Trạch vừa trở về từ triều đình. Chẳng lẽ nhà họ Trần thực sự muốn diệt sạch chúng ta? Không cần lo lắng, nhưng người bãi miễn đều là người nhà họ Trần, chắc chắn là do phủ quốc công chỉ thị. Nhiều năm qua, hai nhà Trần Hạ dù có mâu thuẫn, nhưng chưa từng mang chuyện này lên bàn. Tại sao? Còn tại sao 20 năm trước chúng ta khiến nhà họ Trần mất mặt? Vài ngày trước đánh con trai nhà họ Trần, lại còn bảo vệ nhà họ Hà, ở lại là ai cũng không chịu để yên đâu. Khi đó tôi đã nói không nên can thiệp chuyện nhà họ Hà. Các người không nghe, giờ thì hay rồi, nhà họ Trần bắt đầu ra tay rồi. Chúng ta lấy gì đấu với họ? Tam tiểu thư nhà họ Trần dường như mắc bệnh nặng. Sau buổi chiều, bệ hạ còn đặc biệt sai ngự y đến đó. Chẳng lẽ vì chuyện này mà nghi oan? Trong đầu lão phu nhân hiện lên hình ảnh một thiếu nữ tươi cười rạng rỡ. Ba thở dài một hơi, chống gậy đi ra ngoài. Bệnh tâm cần thuốc tâm. Tam tiểu thư là bệnh tâm, không phải thuốc cầy thuốc nào cũng chữa. Lão phu nhân chỉ có thể kê đơn thuốc an thần dưỡng tâm. Đại nhân nhà họ Trần cần nhớ rằng đừng để tam tiểu thư bị kích thích thêm nữa. Vậy thì cảm ơn thái y lưu rất nhiều. Đại ca, thái y lưu nói gì? Hạ Kiếm Lâm chết quá sớm. Nếu hắn còn sống, tôi nhất định phải để hắn nếm trải nỗi đau sống không bằng chết. Chuyện bãi miễn Hạ Minh Trạch đều do anh sắp xếp phải không? Đương đương là tả thị lang bộ lại. Mấy lần bãi miễn mà không có tác dụng gì. Trên triều đình, những người có quan hệ tốt với nhà họ Hạ không ít. Anh muốn làm gì cũng không dễ dàng đâu. Chẳng lẽ muốn bỏ qua mối thù của ta muội sao? Việc lớn quan trọng hơn. Hôm nay hoàng thượng ban chỉ điều Trần Nguyệt Viện đến Thương Châu, nhận chức biệt giá Thương Châu. Nhận chức ngay. Đây là lời cảnh báo cho gia tộc chúng ta. Có vẻ hoàng thượng cũng không hài lòng với chúng ta. Anh là gia chủ tương lai, phải nhìn tổng thể. Tôi không có ý kiến, nhưng nhà họ Hạ đã hủy hoại cuộc đời của tiểu muội. Nhìn thấy tiểu muội bây giờ, anh không đau lòng sao? Hoàng thượng không còn khỏe, thái tử mãi chưa được xác nhận, tình hình triều đình đầy biến động, không thể làm kẻ thù khắp nơi. Thế lực nhà họ Hạ rất rộng. Thế tử Lưu Kinh của Vương Gia Ninh làm giám sát lại có quan hệ mập mờ với nhà họ Hạ. Bây giờ không phải là thời điểm tốt để ra tay. Chẳng lẽ chỉ đứng nhìn tiểu muội chịu đựng nỗi khổ này sao? Tôi không thể nuốt trôi cơn giận này.
Phải rồi, con số Ả Rập mà cậu dạy tôi cùng với phương pháp kỹ thuật mới, Quốc Tử Giám đang dần áp dụng. Đợi khi thích hợp, sẽ áp dụng khắp thiên hạ. Sau này, bất cứ nơi nào cần thiết đều sẽ đơn giản và tiện lợi hơn nhiều. Đã đóng góp lớn như vậy cho quốc gia, chẳng lẽ không có một chút phần thưởng nhỏ nào sao? Cậu muốn phần thưởng gì? Hay để Phụ Hoàng phong cậu làm bác sĩ Quốc Tử Giám, chuyên dạy toán học cho học sinh? Thôi, cậu không biết ơn báo oán sao? Cái gì? Mấy thứ kỳ lạ đó là do cậu làm ra à? Là tôi. Thì ra là cậu. Cái con số Ả Rập vớ vẩn đó, có viết ra mà cũng chẳng có gì. Thấy còn đánh vào tay tôi nữa. Tất cả là do cậu. Miếng thịt này còn ăn không? Ăn. Huynh Lý Hiên nói tên xấu xa này nấu ăn rất ngon. Sau khi về cung, sẽ bảo Phụ Hoàng phái người bắt cậu ta về cung, bắt cậu ta nấu ăn cho mình hàng ngày, cậu ta dành ăn với mình. Sau khi ăn uống no nê ở phủ thế tử, vị tiểu công chúa được hộ tống trở về cung điện. Hạ nhân dạo chơi trên đường phố, công chúa điện hạ đi bên cạnh cậu ta. Vì chuyện thiên, thỏa thuận ban đầu của chúng ta cũng không còn giá trị. Không được, tôi đã không nói ra. Cậu đúng là vô lý. Rồi, lúc đầu đã nói thiên phạt là do thần lương tiên phát hiện ra. Thỏa thuận cũng dựa trên tiền đề này. Do sự việc đã bại lộ, thỏa thuận tự nhiên vô hiệu. Tôi chỉ đồng ý với cậu, sẽ không nói chuyện này với Phụ Hoàng. Điều này tôi đã làm rồi, không xáo phạm thỏa thuận ban đầu. Vậy nên thỏa thuận vẫn còn giá trị, cẩn thận. Xe ngựa ở kinh thành các cậu đều nhanh như vậy sao? Đó là sứ thần nước Tề. Tề quốc là siêu cường duy nhất, lực lượng quân sự đứng đầu. Cảnh quốc vẫn đang bị bọn họ bắt nạt. Đối phương kiêu ngạo một chút cũng là bình thường, họ có lý do mà. Nhưng mà như thế này thì quá kiêu ngạo rồi. Đây là kinh thành cảnh quốc, sứ thần ngoại bang mà lại kiêu ngạo hơn cả công khanh kinh thành. Xem ra lòng tự tin của người Tề rất lớn mạnh. Có thiên phạt, lần này nhất định phải để Tề quốc trả giá đắt. Thiên phạt chỉ là khởi đầu, thuốc súng không chỉ dùng làm bom. Nghĩ xa hơn một chút, súng, pháo, những thứ này đều có thể ra đời. Trong tương lai là cổ vật, nhưng hiện tại chắc chắn là phát minh vĩ đại đi đầu trong công nghệ. Theo quy luật phát triển lịch sử, với sự xuất hiện của thuốc nổ đen, thứ này chắc chắn sẽ nhanh chóng ra đời. Lần trước chịu thiệt, lần này tuyệt đối không làm chim đầu đàn. Dù sao chỉ một thiên phạt cũng đủ cho bọn họ chơi nhiều năm rồi. Và lúc này, tại Kim Loan Điện, buổi chiều sớm vốn đã kết thúc từ lâu, đã kéo dài hơn một canh giờ. Hoàng đế hôm nay ngồi trên ngai vàng, sắc mặt u ám, triều đình ồn ào. Văn vợ bá quan đang tranh cãi vì một việc gì đó. Bệ hạ, thần có lời thần nước Tề ngang ngược, tùy tiện cưới ngựa trong thành, đụng bị thương nhiều người, xin bệ hạ xử lý theo luật pháp. Bệ hạ, thần cho rằng nhượng một thành, để dân biên giới không bị tổn hại, giảm thiểu thương vong cho binh sĩ cũng không phải là không thể. Thần phản đối, cút mẹ mày, mỗi tấc đất của cảnh quốc đều là máu xương của binh sĩ giành được. Nước Tề muốn thì phải đánh tay đôi với họ. Có gì phải sợ, sứ thần chó má gì thì nên kéo ra chém đầu. Thật sự coi cảnh quốc là của Hồng Mềm sao? Bệ hạ, cho thần 10 vạn tinh binh, chắc chắn có thể đánh bại quân Tề không còn manh giáp. Nhìn triều đình như chợ rau, nhất phẩm đại viên, giống như mụ đàn bà chửi bới. Hoàng đế cảnh quốc khi nhìn sứ thần nước Tề bên dưới, sắc mặt càng u ám. Văn võ bá quan tranh luận không ngừng. Khuôn mặt sứ thần nước Tề luôn mang vẻ kiêu ngạo. Thần có lời muốn nói. Đông Ai Khanh có kiến giải gì? Xâm phạm lãnh thổ cảnh quốc, tất đắc phải tranh. Lời dạy của cao tổ không thể thay đổi. Quân đội nước Tề hùng mạnh, nếu cứ giằng co sẽ không lợi cho cảnh quốc. Hiện tại quốc khố cạn kiệt, khó duy trì. Nếu chiến tranh tiếp diễn, không biết bao nhiêu binh sĩ phải chia ly gia đình. Xin bệ hạ suy nghĩ kỹ. Nói bậy, nước Tề có lòng lang dạ sói. Nhượng lần đầu thì sẽ có lần thứ hai. Đến lúc đó người tính sao? Tiếp tục nhượng à? Sắc mặt hoàng đế cảnh quốc không giấu nổi thất. Triều đình đầy dẫy những tài năng xuất chúng, nhưng khi gặp rắc rối thực sự, lại không có ai giải quyết giúp ông. Đúng như Đông Văn Vân nói, lời dạy của cao tổ không thể bỏ. Lý Thi ở tiền đường uy phong thế nào? Một mệnh lệnh, vạn nước không ai không phục. Cảnh tượng này bao giờ mới có thể thành hiện thực dưới tay ông? Ho khan vài tiếng, ngực lại bắt đầu thấy ngột ngạt. Nhìn tình hình bên dưới, trong lòng hoàng đế cảnh quốc không tránh khỏi nỗi buồn. Thời gian của mình không còn nhiều. Một bóng đen lờ mờ đột nhiên xuất hiện bên cạnh hoàng đế cảnh quốc. Thương Đức Phủ ghé vào tai hoàng đế cảnh quốc nói vài câu. Hoàng đế cảnh quốc ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng. Thật sự là sứ giả đã đi nhiều ngày đem tin thắng trận. Vào cung thì ngất xỉu. Đã cho người của thái y viện qua xem rồi. Tin thắng trận đây, nguyên vẹn xin bệ hạ xem qua. Ha 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 ha. Ngươi là sứ thần nước Tề, nhưng trên lãnh thổ cảnh quốc phải tuân theo luật pháp cảnh quốc, việc này giao cho đại lý tự xử lý, theo luật mà làm. Ngươi tên là gì? Vi thần Tống Liêm. Tốt lắm, là ngự sử, nắm giữ chuyện giám sát, phải công chính vô tư. Không thể nào, không thể nào. Bệ hạ, thân phận sứ thần đặc biệt, vạn lần không thể. Điền Châu đại thắng, quân đội cảnh quốc đánh bại 10 vạn quân Tề, giết 3 vạn địch, bắt sống 2 vạn, số còn lại bỏ chạy tán loạn. Đại tướng quân Hứa Đình Viễn thừa thắng truy kích, đã chiếm được 2 thành.
Hoàng đế Cảnh Quốc nói sao? Các trọng thần trong triều thay đổi sắc mặt, sững sờ như cây gỗ. Ý nghĩ đầu tiên này lên trong đầu họ là không may. Khi nào thì quân Tề bất khả chiến bại, lại trở nên dễ bị đánh bại? Cảnh Quốc không chỉ thắng, mà còn là đại thắng, chiếm thêm hai thành. Quân đội giữ thành của nước Tề làm gì vậy? Họ đã làm thế nào? Đừng nói đến văn thần, ngay cả võ tướng cũng không tin. Nhưng dù có là hoàng đế hôn mê, cũng không đùa về những chuyện thế này. Những tiếng xì xào, cuối cùng sau khi thấy được thắng trận tận mắt, biến thành tiếng reo hò vang dội. Tiếng ồn ào khổng lồ suýt nữa làm bay mái của chính điện. Sức mạnh của thiên phạt trên chiến trường vượt xa ngoài tưởng tượng của chúng ta, nhưng cũng không nên quá dựa vào thiên phạt. Dù sao thì đây cũng chỉ là cuối cùng vẫn phải dựa vào sự dũng mãnh của ban tài chỉ huy xuất sắc của tướng quân. Nếu đối phương cũng phát hiện ra bí mật của thiên phạt, tình hình sẽ chỉ càng tồi tệ hơn. Lần này có thể đại thắng, công lao của người rất lớn, muốn nhận thưởng gì không? Nghiêm trọng rồi, nếu thực sự muốn thưởng, cứ phong bừa cho ta một tước quốc công là được, không cần thưởng nhiều. Vàng 10.000 lượng, ruộng tốt 1.000 mẫu, yêu cầu này không quá đáng chứ? Không quá đáng, từ khi khai quốc, công lao của quân Ngô không được phong. Muốn được phong tước vị ở huyện phía Nam, khó như lên trời. Hiện nay trong triều chỉ có vài vị quốc công. Vàng 10.000 lượng, 10 vạn lượng bạc. Ngươi có biết lần xuất chinh này đã tiêu tốn bao nhiêu bạc không? Thưởng thêm cho ngươi vài lần thì quốc khố cũng cạn. Còn về ruộng tốt 1.000 mẫu, ruộng của thân vương cũng chỉ vài ngàn mẫu. Ngươi nghĩ ngươi có thể sánh với 10 vị thân vương? Là ông ta hỏi ngươi muốn nhận thưởng gì mà? Nhìn xem có cái nào đáp ứng được không? Còn bày đặt rộng rãi làm gì? Quốc công thì đừng nghĩ đến nữa. Một chiếc huyện úy nhỏ nhoi, không có tước vị nào, muốn một bước lên trời, trở thành quốc công phẩm cấp là không thể. Vào 10.000 lượng thì đừng nghĩ đến nữa. Phụ hoàng đồng ý, triều thần cũng không đồng ý. Ruộng tốt 1.000 mẫu cũng chỉ là mơ mộng. Lấy đâu ra nhiều ruộng tốt thưởng ngươi như thế? Nhưng tất cả công lao của ngươi cộng lại cũng không nhỏ. Phụ hoàng thưởng phạt phân minh, chắc chắn không để ngươi thiệt. Lý Hiên, lát nữa đưa ta đi thả diều. Được thôi, Tư Thông Huynh. Người nghiêm túc một chút đi, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện nghịch ngợm. Gọi là nghịch ngợm với ta là sao? Ta cũng đang giúp hoàng bà chia sẻ lo lắng đây. Ngươi thử nghĩ mà xem, nếu chúng có thể bay cao hơn, trên chiến trường chẳng phải là do thắng tốt nhất sao? Đối phương có bao nhiêu binh mã, lương thảo, binh chia làm mấy đường, địa hình như thế nào, đâu có phục binh, chẳng phải rõ ràng như ban ngày sao? Người nghĩ mà xem, nếu người của chúng ta bay lên trên quân địch và ném hết thiên phạt mà chúng mang theo xuống, sẽ có hiệu quả như thế nào? Có thể mong đợi. Máy bay ném bom nguyên thủy nhất được chế tạo từ tay Lý cũng là một điều đáng chờ mong. Công chúa điện hạ lập tức trở nên nghiêm túc, nghĩ về những lời vừa nói, như đang suy nghĩ điều gì đó. Bệ hạ, sứ thần nước Tề đã dưỡng bệnh tại chùa Hồng Vũ vài ngày, sau khi dâng biểu tấu, đã chuẩn bị rời kinh, không được tận mắt chứng kiến cảnh quân Đại Hòa đánh bại quân Tề, thật là tiếc nuối. Trận này công lao của Ái Khanh không thể phủ nhận. Thăng phong phó quốc đại tướng quân, khi đại quân trở về, chấm sẽ đích thân ra giành trại, thưởng ba quân. Hôm nay Ái Khanh dâng biểu, sự xuất hiện của móng ngựa đã giảm được 6 phần tiếng ngựa hí trong triều đình. Hình bộ cũng dâng sớ, muốn mạnh mẽ thúc đẩy chức pháp hình sự tại huyện An Khê. Nếu phương pháp này có thể thi hành, tất cả các châu huyện sẽ giảm được rất nhiều. Thái y viện liên danh thượng thư, bị người huyện An Khê tranh công, kỹ thuật hồi sức tim phổi, kỹ thuật khâu vết thương, công lao lớn lao, có thể cứu sống vô số mạng người, trên chiến trường lại càng có tác dụng lớn. Trong trận chiến với nước Tề, nếu không có thiên phạt của ông ta, chúng ta sợ rằng vẫn còn bị đánh bại. Nói về việc chiếm thành phá đất, Tĩnh Điện lẩm bẩm một mình, từng chuyện một, đối với những việc công nhỏ đã làm trong nửa năm, nhưng rõ ràng trong lòng bàn tay chấm cũng đã nhìn ra rồi, hắn đúng là một kỵ binh. Nếu nói về trị quốc, đa số người trong triều đều giỏi hơn hắn, nhưng những việc hắn làm lại không ai có thể thay thế. Hôm nay chính là sinh nhật 60 tuổi của bà già nhà họ Tư gia. Tên lười biếng tiểu tử ba bố càng ở xa kinh thành càng tốt. Phải cẩn thận kẻo hắn trốn thoát. Thật may mắn vì đã có chuyến đi đến phủ Khánh An. Nếu không làm sao có được những thành quả lớn như vậy. Phụ hoàng. Sâu Ninh hôm nay sao lại có thời gian đến chỗ phụ hoàng vậy? Người ta chỉ đến thăm phụ hoàng thôi. Nói đi, đến tìm phụ hoàng. Có chuyện gì thì nói ra luôn đi. Không được để phụ hoàng đánh tiên sinh. Ai, chuyện đánh đòn tiên sinh ta đã tha thứ rồi. Sâu Ninh muốn ăn lẩu. Lẩu là gì? Phụ hoàng không biết à? Vậy thì phụ hoàng giúp Sâu Ninh bắt một tên xấu vào cung đi. Nói cho phụ hoàng biết là tên xấu nào dám cả gan đắc tội với Sâu Ninh của chúng ta. Phụ hoàng sẽ giam hắn vào đại lao. Giúp con xả giận. Không được. Phụ hoàng không thể giam hắn vào đại lao. Nếu không thì sẽ không có ai làm đồ ăn ngon cho Sâu Ninh nữa. Nhảm nhí, chẳng phải đã nói là không được ăn uống linh tinh bên ngoài sao? Hoàng tỷ của ngươi trông như thế nào? Ngươi sau này không được ra ngoài cùng nữa. Không có ăn uống linh tinh. Là ở nhà của Hiên ca ca. Hoàng tỷ cũng ăn rồi. Hiên ca ca cũng ăn rồi. Sầu Ninh rất nghe lời. Không có ăn uống linh tinh bên ngoài đâu. Phụ hoàng bắt hắn vào cung, cho hắn nấu cơm cho Sầu Ninh, không cho hắn ăn, làm hắn tức giận khi hắn tranh giành thịt của Sầu Ninh. Đúng rồi, hắn tên là Tôm Nhỏ. Tôm Nhỏ à?
dám cả gan đắc tội với sầu ninh của chúng ta. Vài ngày nữa phụ hoàng sẽ bắt hắn vào cung, chuyên môn nấu cơm cho con được không? Phụ hoàng thương sầu ninh nhất. Chúc bà nội phúc như Đông Hải, dài như thọ như Nam Sơn, như Tùng. Đây là lễ mừng thọ của cháu tặng bà nội. Các cháu lần lượt đứng nghiêm trang kính cẩn phía dưới, đi đi lại lại chỉ là mấy câu chúc mừng đó. Lễ vật đưa lên cũng không phải quá quý giá. Lão phu nhân đều cười vui vẻ nhận lấy. Lễ đáp lại thường là một phong bao lì xì, giá trị có khi còn lớn hơn lễ vật mà cháu tặng. Tô Mông đứng một bên sốt ruột, vì theo thứ tự bánh mì chủ đạo được giữ làm phần đưa lên sau cùng. Vấn đề là hắn vừa mới chuẩn bị xong món mà tôm nhỏ một lát nữa sợ là quên mất, khó khăn là mời đến lượt mình, lập tức chạy ngay lên. Cháu đã làm một bài thơ, muốn nhân cơ hội này tặng cho bà nội. Được thôi, nhân tài của chúng ta biết làm thơ rồi, để bà nội nghe thử xem nào. Bà già này không phải là người. Tên khốn nạn này đang nói gì? Tất cả con cháu đều là kẻ trộm. Cầm miệng. Một bài thơ vốn dĩ rất hay mà hắn lại đọc thành như vậy, cũng là chưa từng có ai làm vậy trước đây và sau này. Tam thúc hãy khoan, hôm nay cứ nghe nhân tài đọc lầm nhầm bài thơ. Toàn bài thơ là bà già này không phải là người. Tiên nữ chín tầng trời hạ phàm, tất cả con cháu đều là kẻ trộm. Trộm lấy của Đào Tiên, cho đến tận bây giờ hắn vừa rồi chắc là quá căng thẳng, đọc sai thứ tự. Đúng rồi, đúng là như vậy. Chính là như vậy. Tiên nữ chín tầng trời hạ phàm, trộm lấy cây đào tiên, cho đến tận bây giờ. Hay lắm, hay lắm. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Viết được bài thơ như vậy cũng được xem là có chút tài năng kỳ lạ. Câu thơ bình thường, không hòa mỹ, nói là trẻ con làm cũng không có gì lạ. Người ở đây đều là quan to, ai cũng được giáo dục cao cấp. Hiểu ra rồi, nhìn vào tên mập một cái, cười nói với nhau. Hạ Minh Viễn liếc nhìn con trai mình một cái, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lão phu nhân lại rất vui, khen ngợi tên mập vài câu, chọn một món quà quý giá trong đống quà tặng cho cậu ta ngay tại tên mập ông quà, cười vui vẻ rút lui. Theo thứ tự, sau tên mập là con trai của nhị thúc Hạ Anh Kiệt, tiếp theo là tôm nhỏ. Bức tranh vạn thọ của chiêu xuân này là qua cháu tặng bà nội, chúc bà nội sống lâu trăm tuổi, phúc thọ vô biên. Thật là bức tranh vạn thọ của chiêu xuân. Nên nói ông ấy mất nửa năm để hoàn thành một bức, không có bàn lượng bạc thì khó mà có được. Có được bức tranh vạn thọ của chiêu xuân, cậu ta cũng coi như có lòng. Bức tranh vạn thọ, chuyện gì đây? Hai người nhìn nhau, gia đình nhà chủ phu nhân liếc nhìn về phía này, khóe miệng hiện lên một nụ cười khó nhận thấy. Ơ, nhị ca cũng là tranh vạn thọ à? Ý gì đây? Con này khác cũng tặng tranh vạn thọ à? Còn đại ca nữa chứ? Hôm trước khi anh ấy chuẩn bị quà mừng thọ trong phòng, tôi đã thấy rồi. Đại ca hình như cũng nói đó là tranh vạn thọ. Thật không? Tặng quà kỵ nhất là giống y hệt với đặc biệt là khi bị người khác vượt qua. Trước mặt nhiều khách khứa thế này, chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Cùng là tranh vạn thọ, tác phẩm của tài tử nổi tiếng chiêu xuân chắc chắn vượt trội hơn nhiều người. Hai người lần lượt dâng quà, mọi người tự nhiên sẽ so sánh. Đến lúc đó chắc chắn một bên sẽ rất xấu hổ. Thật đấy, không tin thì hỏi nhị thẩm, hôm đó anh ấy còn hỏi tôi nữa mà. Nhị tẩu liếc nhìn về phía Phương Thế đứng không xa, trong lòng lập tức hiểu ra hắn cố ý muốn làm cho con của đại ca xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy. Tuy nhiên, mặc dù trong lòng rất khinh thường hành xáo của hắn, đường đường là chủ phu nhân mà lại dùng thủ đoạn như vậy để làm khó người nhà, nhưng việc tặng quà là tự do của người ta, cũng không tiện chỉ trích gì. Phải làm sao đây? Làm sao là làm sao? Hắn tặng của hắn, tôi tặng của tôi, nên làm gì thì cứ làm. Hay là người tặng Thanh? Thôi đi, xem ta biểu diễn. Nói xong Hạ Anh Kiệt đã bước xuống. Tôm nhỏ cười mỉm với Liễu Như Ý, cầm cuộn tranh bước lên. Đây chắc hẳn là con trai của đại lang nhà họ Hạ. Nghe nói gần đây nhà họ Hạ đã tìm lại trưởng tôn đón về phủ, chắc là cậu ấy. Nhanh chóng, ánh mắt của mọi người đều dồn vào tôm nhỏ. Đa số họ đều hiểu rất rõ biến cố của nhà họ Tôm 20 năm với trưởng tôn nhà họ mới trở về gia tộc thời gian gần đây, đương nhiên nhận được sự chú ý. Thấy trên tay tôm nhỏ cầm một vật giống cuộn tranh, gương mặt của Phương Thế lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cháu đích thân vẽ một bức tranh vạn thọ, chúc bà nội tuổi thọ dài lâu, công học trường xuân. Lại là tranh vạn thọ. Vừa nghe cậu ta nói, thì ra là tự mình vẽ. Tốt lắm, tốt lắm. Tôm nhỏ có lòng rồi. Bà nội nhận lấy bức tranh vạn thọ, viên minh châu này tặng lại cho cháu. Lão phu nhân không mở ngay ra, đưa cuộn tranh cho thị nữ bên cạnh, rồi tự mình từ đống qua chọn ra một hộp cấm, cười tươi đặt vào tay của tôm nhỏ. Sắc mặt của Phương Thế tối sầm lại, gần như sắp không ngờ rằng lão phu nhân lại che chở cho cậu ta đến mức độ như vậy. Đã là quả đáp lễ của lão phu nhân thì phải cẩn thận mà giữ gìn. Sớm biết cháu cũng tặng tranh vạn thọ, ta đã bảo anh Kiệt chuẩn bị quà khác rồi. Nói cho cùng thì cháu có lòng, tranh vạn thọ của triệu xuân dù tốt nhưng ông ấy là người ngoài, sao có thể so với tấm lòng của người nhà. Anh Kiệt từ nhỏ không ham đọc sách, cháu thì lại thừa hưởng tài hoa của đại ca, nghĩ rằng bức tranh vạn thọ này cũng không tệ, hay là mở ra xem tại chỗ để lão phu nhân vui vẻ. Nói rồi liền mở cuộn tranh ra đặt lên bàn bên cạnh. Lão phu nhân nhíu mày muốn ngăn lại nhưng không kịp, những vị khách gần đó nhanh chóng bu lại xem. Ta muốn xem ngươi lần này sẽ làm thế nào để mau cuốn gói khỏi nhà Hạ đi.
Bức tranh vạn thọ này cũng có chút công phu. Các người nhìn những chữ thọ này ghép lại, có giống một vị linh tiên đang cầm đào tiên không? Lùi lại vài bước để nhìn sẽ rõ hơn. Hai bức tranh vạn thọ đều có điểm hay riêng. Bước này xét về công phu, dù không bằng Triệu Xuân, nhưng thắng ở chỗ mới lạ, không tệ. Bức tranh vạn thọ do tôm nhỏ tự tay làm, rõ ràng không tệ như mọi người dự đoán. Dù không bằng bậc thầy thư pháp đã đạt đỉnh cao như Trần Xuân, nhưng cũng thuộc hạng trung khá. Điều quý giá là ở chỗ sáng tạo, ghép hàng trăm chữ thọ lớn nhỏ thành hình linh tiên cầm đào tiên, lại thêm một tầng ý nghĩa, cũng là tốn nhiều công sức. Không thấy được cảnh như mong đợi, sắc mặt của Phương Thế trở nên khó coi. Để ta xem thử. Một bóng người từ phía sau chen lên. Vừa thấy người đến, mọi người nhanh chóng nhường chỗ. Người trước mặt tên là Tả Khâu, gia tộc Tả đều là bậc thầy thư pháp. Hiện tại vẫn còn sống là ông lão nhà Tả. Với tài năng thư pháp thuần sầu, có thể nói mỗi chữ đáng ngàn. Tả Khâu tuy không nổi tiếng bằng ông lão nhà Tả, nhưng cũng chỉ kém vài bậc đại sư, xa hẳn so với những người ngoại đạo như họ. Chữ đẹp lắm. Có bức tranh này, ta không cần gì đến cổ họa nữa. Tiếc là tiếc thay, bức tranh vạn thọ này so với của Triệu Xuân thì thế nào? Đều là người trẻ tuổi, nên nói hắn sao chép của Triệu Xuân cũng có thể. Một đám chó đất lén lút mấy cái đã làm các người sợ rồi. Dành thế, không bằng đến giúp ta chép kinh thư đi. Không thì người của chùa Hàn Sơn đến tìm, ta không có mà đưa cho họ. Đó là đại sư Đàm Ấn, đó là đại sư Đàm Ấn. Đàm Ấn đại sư sao lại đến đây? Chẳng lẽ cũng đến chúc thọ lão phu nhân? Sao lại đến nhanh thế đòi kinh thư? Ta còn chưa chép xong mà. Không biết đại sư đến thăm, lão phu nhân không thể đón từ xa, thật là thất lễ. Lão phu nhân không cần đa lễ, lão nạp đến đây để chúc họ lão phu nhân. Thân không thường vụ, chỉ có một chút lễ. Một bản kinh kim cương chết tay tặng phu nhân. Không nói đến các vị khách, ngay cả những người nhà tôm thấy cảnh này cũng đều sửng sốt. Đàm Ấn đại sư là cao tăng nổi tiếng, ngày thường tham thiền ngộ đạo, người thường muốn gặp mặt rất khó. Dù là quý tộc hoàng gia, cũng phải hẹn trước mới gặp được. So sánh ra, nhà tôm nhỏ bé không đáng kể. Nhưng nhà lại được đại sư Đàm Ấn thân trình đến chỉ để chúc thọ lão phu nhân. Kinh thư do đại sư Đàm Ấn chép tay, dám nói là lễ mọn. Nhà nhỏ cửa hẹp, có khi còn được thờ làm gia truyền cũng nên. Đại sư mời ngồi. Không cần đâu, hôm nay là sinh nhật lão phu nhân, lão nạp tặng lễ mọn. Rồi đi ngay, chút nữa là đi ngay. Tiểu hữu, ta giờ đi tìm ông sư già đánh võ tay đôi. Đừng nóng, giờ chưa phải lúc. Sinh nhật lần thứ 60 của lão phu nhân sẽ bị hỏng mất. Tiểu hữu tôm nhỏ, lão nạp tự tiện đến, mong tiểu hữu không trách. Lâu ngày không gặp, đại sư vẫn phong độ như xưa. Kinh thư còn chưa chép xong, đại sư đừng vội, đến khi xong ta sẽ cho người gửi đến chùa. Ông sư già này là cao tăng sao? Sao không có chút kiên nhẫn gì cả? Còn hai ngày nữa mới đến hạn giao mà. Không cần gấp, lão nạp chỉ nghĩ rằng tiểu hữu có duyên với Phật. Nếu có cơ hội cùng tiểu hữu nghiên cứu Phật Pháp, cũng là may mắn. Chùa Hàn Sơn tuy nhỏ, nhưng luôn có một chỗ cho tiểu hữu. Ha ha, Phật lý không phải biến ra. Nói về Phật lý, đại sư nên tìm các cao tăng khác mới phải. Này, ngươi đi mời Tiên Nhi và đại sư cùng đến đây nhé. Đàm Ấn đại sư là người cao quý, bất kể đại sư nghĩ gì, là người nhà tôm, chúng ta không nên lạnh nhạt với ông ta. Nhìn Hạ Minh Trạch đứng dậy đi về phía đó, Phương Thế cúi đầu, nắm chặt tay, nghiến răng gần vỡ. Tấm lòng của thị lang tôm, lão nạp xin nhận trước. Lão nạp đã tặng lễ, không ở lại lâu, xin cáo từ, không cần tiễn. Ông sư già trong ánh nhìn của mọi người, rời đi một cách cao ngạo, hoàn toàn khác biệt so với lúc ông ta đến im lặng. Tiên Nhi, qua đây với ta. Ta đi rồi về ngay. Như ý, ngươi cũng qua đây. Tiểu Tiên Nhi, ngươi và Đàm Ấn đại sư có chuyện gì vậy? Tiểu cô không có chuyện gì đâu. Lần trước khi đi cùng bà nội đến chùa Hàn Sơn, tình cờ gặp Đàm Ấn đại sư, nói chuyện vài câu, không thân lắm. Ta cũng không biết vì sao ông ta lại đến nhà. Thật vậy sao? Đại sư mà, họ là vậy, thích nói về cái duyên. Đàm Ấn đại sư từng nói ta có duyên với Phật môn, có lẽ vì lý do này chăng? Duyên với Phật môn cái gì? Đại ca chỉ có mình ngươi là con trai, không thể để mất người nối dõi. Dù là Đàm Ấn đại sư cũng không được. Ngươi sau này ít đến chùa thôi. Nhị thúc ngươi sẽ sớm điều ngươi về kinh thành. Nhà cũng đã cử người đi đón vợ ngươi rồi. Ngươi đã 20 tuổi rồi, chưa có con nối dõi. Việc này phải nhanh chóng giải quyết. Sao? Nhà đã cử người đi đón Như Ý từ phủ Khánh An. Khi nào thì vậy? Sao ta không biết? Nếu Như Ý đến kinh thành, ta về còn ý nghĩa gì nữa? Sống chung với Như Ý à? Ngươi nói đấy, lão phu nhân 60 tuổi, làm cháu dâu, không đến thì sao hợp lý, đến lúc người nghĩ thì đã quá muộn. Lão phu nhân đã phái người đi đến phủ Khánh An, nếu không phải vì trời mưa trì hoãn hành trình mấy ngày trước, giờ có lẽ đã đến kinh thành rồi. Đàm Ấn đại sư Phật Pháp cao siêu, ngay cả Thái Hậu cũng khen ngợi ông ta, sau này tuyệt đối không được thiếu tôn trọng với đại sư. Tiểu Như Ý, ăn nhiều một chút đi, nhìn ngươi gầy như vậy kìa. Ngay lúc này, Hạ Bá vội vã chạy đến, thì thầm vài câu vào tai nhị thúc Hạ Minh Trạch. Thế tử Vương Phủ Ninh Vương phái người đến chúc thọ lão phu nhân. Thế tử Vương Phủ Ninh Vương mới được bổ nhiệm giám sát đạo kinh kỳ, gửi người đến chúc thọ rồi.
Lý Hiền, tên này định làm gì? Có phải hắn nghĩ buổi tiệc thọ của lão phu nhân chưa đủ lớn không? Nhưng cũng may, hắn không đến đích thân. Chủ nhà thứ hai, công chúa Vĩnh Lạc, người của phủ công chúa sao? Hạ Minh Trạch sửng sốt. Công chúa Vĩnh Lạc là con gái duy nhất của hoàng đế và hoàng thật sự là hoàng tộc cao quý. Đây có phải là nhà họ Tôn đang dần suy tàn mà họ biết? Có lẽ ngay cả thời huy hoàng nhất của nhà Tôn cũng không được trọng vọng thế này. Công chúa nói, có cách giải quyết khó khăn của nhà hạ, đảm bảo sau khi ta rời đi, không ai dám dễ dàng gây sự với nhà hạ. Dùng cách này, có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của ta không? Lát nữa chắc chắn sẽ hỏi ta. Người của thế tử phủ và công chúa phủ cùng đến, ngay cả lão phu nhân cũng không ngồi yên. Nhà họ Hạ từ khi nào có giao tình với họ? Không chỉ khách mời tò mò, ngay cả lão phu nhân cũng rất tò mò. Chuyện này còn gây chấn động hơn cả việc đàm ấn đại sư đến. Hai người không biết thế tử và công chúa, chúng tôi chỉ phụ mệnh hành động. Hai vị điện hạ đã dặn dò, đừng làm phiền đến buổi tiệc thọ của lão phu nhân. Hạ thị lang và lão phu nhân đừng bận tâm. Chúng tôi có thể mời công tử hạ ra nói chuyện riêng được không? Nhị thúc, bà con nội xin phép ra ngoài một chút. Hạ nhi còn nhiều việc mà chúng ta chưa biết. Nhìn thấy cảnh này, mọi điều xảy ra tối nay đã có lời giải thích. Đàm ấn đại sư, thế tử vương phủ, công chúa Vĩnh Lạc, những người rõ ràng không liên quan đến nhà họ. Tại sao lại xuất hiện trong tiệc họ này? Đối với người cháu ngoại 20 năm mới gặp lần đầu này, hiểu biết của họ vẫn còn quá ít. Công chúa bảo ta hỏi hạ công tử một câu. Quà tặng từ phủ công chúa, hạ công tử có hài lòng không? Công chúa còn nói gì nữa không? Công chúa còn nói rằng, những gì hạ công tử mong muốn hoàn toàn không thể đạt được. Nhưng nếu giảm bớt thì có thể. Giảm bớt nghĩa là gì? Công chúa không nói rõ. Điện hạ chỉ nói hai câu đó thôi. Những chuyện khác hạ công tử nên hỏi điện hạ lần tới. Suy nghĩ về lời của Lý Minh Châu, rốt cuộc ý nghĩa là gì? Khi phía trước bỗng truyền đến một trận hỗn loạn, khoảnh khắc tiếp theo, hầu hết khách mời đều đứng dậy. Không phải chứ? Còn nữa sao? Già, Lý Hiền, Lý Minh Châu ở kinh thành ta thật sự không quen ai khác. Phía trước động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là nhà họ Trần đến phá đám? Người đâu? Còn không mau ra nhận chỉ dụ. Xong rồi, tất cả xong rồi, không cần ai dặn dò, mọi người lập tức đứng dậy, xếp thành hai hàng, tạo thành một lối đi, cuối lối đi chính là nơi hạ nhân đang đứng. Hạ tiên, mau lên, còn đứng đó làm gì, mau quỳ xuống nhận chỉ dụ đi, lệnh cho huyện An Khê, đưa công nhỏ cải tiến hình phạt, chế tạo móng ngựa, sáng tạo nội tâm, kỹ thuật khâu vết thương, cứu chữa nhân sinh, giúp đỡ dân chúng, huyện có bảo vật trời ban, đánh tan quân địch, có công mở rộng lãnh thổ. Trường An thêm công tử được phong tước vị, được thiên sủng. Hạ công tử đã rõ chưa? Đừng ngẩn ra nữa, mau nhận chỉ đi. Khẩu dụ của hoàng thượng truyền hạ công tử vào cung ngày mai. Sáng mai sẽ có người trong cung đến đón ngài để nhận chỉ dụ. Thái giám đến nhanh đi cũng nhanh, để lại lễ vật và rời đi ngay sau đó. Nhà họ Tô cũng vô tình phá tan tiệc thọ của lão phu nhân. Giờ đây còn ai quan tâm đến tiệc thọ nữa? Huyện công Trường An, chức tước của Hạ Minh Trạch, gia cũng chỉ là huyện công thôi. Tước vị ở cảnh quốc, không có công lao sẽ không phong thưởng. Đã lần đầu tiên phá lệ phong tước trong nhiều năm. Nhà họ Hạ rốt cuộc là gặp vận bị suy tàn bao nhiêu năm, cuối cùng có lẽ đang bắt đầu phục hưng rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Một gia đình, hai chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng Hạ thị lang. Hạ công tử tuổi trẻ mà được hoàng thượng trọng dụng, tiền đồ vô hạn. Huyện công Trường An, huyện công xong rồi. Ta trước đó còn do dự, không biết sau này có nên để ngươi làm gia chủ không? Giờ xem ra, vì nhà họ Hạ, giao chức gia chủ vào tay ngươi, quả là lựa chọn đúng đắn. Nhị thúc, ta sinh ra ở Khánh An, lớn lên ở Khánh An. Thật ra trước khi đến kinh thành, ta chỉ nghĩ đợi bà nội mừng thọ xong sẽ lập tức trở về, chưa từng nghĩ sẽ làm gia chủ nhà họ Tô. Nếu không phải vì thánh chỉ của hoàng thượng, nhiều nhất là hai ngày nữa ta sẽ khởi hành. Con giống cha, đều không phải là người có khả năng làm nhà vào tay con, em rằng sẽ suy tàn nhanh hơn. Nhị thúc hiện đang ở độ tuổi sung mãn, nhà dưới sự quản lý của thúc sẽ không suy tàn. Về sau, đó là việc của anh Kiệt và anh Tài. Là ta đã hiểu lầm cháu, không ngờ cháu có tấm lòng nhân hậu như vậy. Ta thật đáng chết. Những điều khác không học, ngươi lại học cái tính lười biếng của cha ngươi đúng vừa giống nhân mười. Thôi được, nhị thúc vẫn có thể giữ vị trí này thêm vài chục năm. Con không muốn làm thì đừng làm. Chỉ cần đừng quên, dù bất cứ lúc nào, đây luôn là nhà của con. Tôi vừa mới được phong tước hôm qua, tưởng rằng có thể sống an nhàn, nhưng sáng nay, người trong cung đã đến bắt tôi vào kinh thành để sắp xếp công việc. Tôm, chúng ta đến rồi, đây là đâu? Sở thượng thực à, không tệ nhỉ. Hoàng đế gia thật biết cách quan tâm người khác, biết rằng tôi chưa ăn sáng nên đặc biệt cho người đưa tôi đến ngự thiện phòng để ăn chút gì đó. Này, ở đây có món gì cho bữa sáng vậy? Tôm, cậu đến đây không phải để ăn đâu. Không phải để ăn thì dẫn tôi đến đây làm gì? Thất hỉ, làm đi, nhanh chóng làm lẩu cho tôi ăn đi.
Bài kiến công chúa, muốn ăn lẩu à? Đi mà tìm anh Huyền của ngươi, ta còn có chuyện quan trọng đây. Ta không nói với hoàng tỷ và anh Huyền rồi. Lẩu ngươi làm ngon hơn nhiều. Không làm đâu. Tôm, chuyện quan trọng của cậu chính là nấu ăn cho công chúa. Đây là lệnh của bệ hạ đấy. Ý gì đây? Đường đường là tử tước ngũ phẩm, lại chỉ để nấu ăn cho hoàng gia thôi sao? Ta đi nghe thầy giảng bài trước đây. Một canh giờ sau quay lại, ngươi đừng có lời biếng. Khi ta quay lại, phải thấy lẩu đã được làm xong nhé. Tôm, đây là lệnh của bệ hạ. Cậu không thể làm lơ công chúa đâu. Được rồi, tôi biết rồi. Đi làm việc của cậu đi. Việc của tôi là luôn ở bên cậu, Tôm. Vậy thì dẫn tôi ra ngoài đi dạo đi. Xin lỗi, Tôm. Ngoài nơi này ra, cậu không thể đi đâu khác. Vị tước gia này, đồ ở đây không thể đụng vào đâu. Ngươi là ai? Bẩm tước gia, tiểu nhân là chản tam của sở thượng thực. Tước gia, không thể đụng vào đâu. Đây là cây quế mà phi tần Diên Phi yêu cầu. Tước gia, đừng đụng vào. Cái này càng không thể đụng vào. Đây là cho quý phi nương nương, sắp phải đưa đi rồi. Có cái gì ở đây mà không phải cho nương nương không? Nhanh chóng mang đến đây cho ta. Không có. Đây là canh của công chúa Vĩnh Lạc. Tước gia tuyệt đối không thể đụng vào. Canh của công chúa Vĩnh Lạc ngon đấy. Vậy cái này đi, các ngươi nấu cho công chúa một phần khác là được rồi. Yên tâm đi, ta sẽ đích thân nói với công chúa. Không liên quan đến ngươi. Hàn Trường Sơn, canh ngần nhĩ hạt sen của công chúa đã xong chưa? Xong rồi. Ngươi, thật là gan lớn. Chỉ là một bát, có cần phải vậy không? Nhà ngươi trước đây không ít lần qua chỗ ta ăn cơm kẻ. Coi như là trả nợ bát cơm trên trường đó rồi. Ngươi, cứ chờ đó. Già rồi, có lẽ sau này không thể bày mưu cùng công chúa nữa rồi. Mụ mụ đừng lo, công chúa của tôi thiên phú thông minh, khổ công luyện tập, tiến bộ từng ngày. Lão phụ thật sự không phải đối thủ của công chúa. Công chúa, canh ngân nghĩ hạt sen của người bị người ta cướp rồi. Nói từ từ, chuyện gì xảy ra? Vừa nãy tôi đi đến sở thượng thực lấy canh ngân nghĩ hạt sen, nhưng khi tôi đến đó, thì canh của công chúa đã bị người ta uống mất rồi. Ai làm vậy? Không biết thân phận của hắn, nhưng hắn nói, coi như công chúa, trả ơn bát cơm trên trứng của hắn. Cơm trên trứng à? Được rồi, ta biết rồi, ngươi lôi xuống đi. Sao ngươi lại ở đây? Muốn ăn một bát không? Ta mời ngươi. Ta cũng chỉ mới biết quyết định của phụ hoàng vào hôm qua, định bụng báo trước cho ngươi. Nhưng phụ hoàng tối qua đã truyền chỉ rồi. Nghĩ lại thì cũng không có gì khác biệt. Chỉ là chuyện mười ván. Tôi sẽ nói chuyện với phụ hoàng. Thọ Ninh nghịch ngợm, đừng để trong lòng. Thôi, tôi đi làm ít cơm chiên. Bạn có muốn không? Thật tiếc là không có rượu. Hoàng cung làm gì mà không có rượu? Nhắc đến rượu mạnh, hạ nhân mới nhận ra xưởng rượu mạnh duy nhất trên thế giới hiện tại ở phủ Khánh An. Nơi khác tuy cũng có, nhưng đều là từ phủ Khánh An chảy ra. Giá đương nhiên cũng đắt hơn nhiều. Kinh thành rõ ràng là một mảnh đất chưa được khai thác. Nếu ở đây cũng có vài xưởng rượu mạnh, chắc chắn là xây nhà trên núi vàng. Sao chúng ta không hợp tác làm kinh doanh rượu mạnh ở kinh thành nhỉ? Đến lúc đó bạn muốn uống lúc nào cũng được, uống bao nhiêu cũng tùy ý. Với đề nghị của hạ nhân, công chúa không cần suy nghĩ lâu đã đồng ý. Nghề này lợi nhuận rất lớn, đến cả ông ta cũng không thể chứng. Nhưng kinh thành rất nguy hiểm, chỉ mình hạ nhân không thể làm lớn được. Liên kết với hoàng gia, có thể loại bỏ nỗi lo lắng này. Cả công lẫn tư, ông ta đều không thể từ chối giúp đỡ. Cần gì bạn cứ nói. Ô, tiểu công chúa, sao bạn lại đến đây? Mấy cung nữ đâu rồi? Tiểu công chúa, bây giờ chưa đến giờ ăn. Bạn muốn ăn gì cứ nói một tiếng. Đến lúc đó tôi sẽ cho người mang đến cho bạn. Đây là công chúa nào? Thưa quý công, đó là công chúa Vĩnh Ninh. Ăn đi. Hạ nhân lần đầu thấy một công chúa đói bụng, cúi xuống, đưa bát nhỏ trong tay qua. Với hành động này của ông ta, tiểu công chúa theo phản xạ tránh một chút, thấy ông ta không có ác ý, lâu sau mới đưa tay ra, nhận lấy bát nhỏ, từ từ ăn từng miếng nhỏ. Hạ nhân ngồi bên cạnh tiểu công chúa, cứ như thế, một lớn một nhỏ ngồi bên hành lang. Một người im lặng ăn từng miếng nhỏ, một người nhìn vào khoảng không suy tư. Này, lẩu của tôi đã xong chưa? Lẩu gì cơ? Hà mồm. Công chúa Thọ Ninh như cái đuôi theo sát hạ nhân. Ở ngoài, một vài hoàng tử và công chúa nhỏ khác cũng theo đến, chỉ để trải nghiệm món lẩu là gì. Ở cửa, vài hoàng tử và công chúa nhỏ vây quanh tiểu công chúa vừa rồi, xô đẩy cô bé. Cô bé không phản kháng, đứng ngay ra đó để họ ức hiếp. Như vậy có thể nấu món ngon cho phụ hoàng và mẫu phi. Nếu bạn có thể khiến họ đừng ức hiếp Vĩnh Ninh nữa, tôi sẽ dạy bạn. Cút. Cô bé đó thật sự là công chúa sao? Đúng vậy, cô bé có phải là không biết nói chuyện? Không, trước đây Vĩnh Ninh biết nói chuyện, nhưng một năm trước bị bệnh nặng,
Vũ Y suýt không cứu được cô bé, sau đó không biết sao mà khỏi bệnh. Nhưng từ đó ít thấy cô bé nói chuyện. Mẫu phi của Vĩnh Ninh mất sớm, cô bé cũng không bao giờ chơi với chúng ta. Hoàng đế và các hoàng muội đều không thích cô bé. Bạn cũng không thích cô bé à? Phụ hoàng nói rằng gia đình phải hỗ trợ yêu thương. Vĩnh Ninh cũng là muội muội của tôi, không ghét cô bé. Nhưng cô bé không bao giờ nói chuyện với tôi cũng không biết làm sao. Hạ Hiến Tử, buổi sáng tốt lành, đi gặp hoàng thượng với tôi nào. Hạ Hiến Tử, giữ khi tấm thẻ này, đây là bằng chứng vào cung, con no mới có thể tự do ra vào hoàng cung. Bạn tên là gì? Công tước gọi tôi là Ngụy Trung là được. Ngụy Trung, Ngụy Trung Hiền là gì của ngươi? Tôi chưa từng nghe về Ngụy Trung Hiền. Ngụy Trung à, công tước có gì muốn dặn dò? Từ nay về sau trước mặt ta không được cười. Mê mơ. Trường An huyện từ hạ nhân xin gặp hoàng thượng, không cần đa lễ. Đứng dậy đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống rồi có bị đánh chết không đây? Sợ à? Sợ cái gì? Ngày xưa kẻ dám chửi mắng, người dám chửi rủa trước mặt chẳng khi đánh dám. Bây giờ lại không dám ngồi nữa rồi. Cảm ơn hoàng thượng. Thử xem cháo tuyết nhĩ hạt sen này đi. Xem thử đầu bếp ngự thiện trong cung so với vương phủ của vương gia Ninh thì thế nào. Lửa rất vừa, tâm trạng của cảnh đế có vẻ rất tốt. Ông ta cũng cầm đũa ăn, liên tục uống hai bát cháo. Là người hầu đối diện ngạc nhiên há hốc mồm. Người già đứng sau cảnh đế, trên mặt hiện lên một nụ cười. Lúc này hoàng thượng hoàn toàn không có gánh nặng gì, giống như lần ở vương phủ của vương gia Ninh. Linh sắc của móng ngựa thiên pháp, kể cả một câu vô tình ông ta nói đều in sâu vào lòng. Chàng trai đối diện thật sự là một người giỏi tạo ra kỳ tích. Để ngươi từ phủ Khánh An đến kinh thành, trong lòng ngươi có bất mãn gì với trẫm không? Được hoàng ân, được phong Trường An huyện tử là vinh quang cho tổ tiên, thần không có bất mãn. Trẫm biết ngươi tính lười nhác, không muốn tham gia tranh đấu triều đình. Trẫm hứa với ngươi sẽ không để ngươi bị cuốn vào, vì vậy chỉ phong tước không thăng chức cho ngươi. Tất cả đều là đất của đại quốc ta, hãy an tâm ở kinh thành và phủ tước. Ngươi là nhân tài hiếm có, những việc làm trong nửa năm qua đều giải quyết được khó khăn cấp bách của triều đình. Nếu không thể dùng ngươi vì nước, thật là một sự tiếc nuối lớn. Trong triều không có vị trí phù hợp cho ngươi. Nếu để ngươi rảnh rỗi ở nhà là lãng phí nhân tài. Nghĩ rằng ngươi cũng không muốn không làm gì cả. Quốc tử giám rất coi trọng phương pháp tính toán mới. Ngươi có kiến thức sâu rộng về toán học, sao không vào cung dạy các công chúa và hoàng tử toán học? Họ luôn phàn nàn giáo viên dạy toán của họ khó hiểu, nên có cách tốt hơn. Gì cơ? Ngươi bảo ta làm sâu mọt, lại còn bảo ta dạy một đám hoàng tử thế hệ hai. Công chúa và hoàng tử còn nhỏ, tính cách nghịch ngợm, dạy dỗ quả thật không dễ. Ngươi chỉ coi họ là học sinh, lúc đó hãy tùy cơ ứng biến. Tùy cơ ứng biến. Nếu họ không nghe lời, ta có thể trừng phạt họ không? Hạ Hiến Tử, tôi tiễn ngài xuất cung. Ngụy nội giám, ngươi giữ bộ mặt nghiêm túc, có ý kiến gì với ta à? Hạ Hiến Tử, chẳng phải ngươi bảo tôi không được cười trước mặt ngài sao? Thôi được rồi, ta chỉ nói thế thôi, đừng coi là thật, muốn cười thì cứ cười. Tiễn ta về nhà nào. Lão Phương, sao ngươi lại ở đây? Như Ý và Tiểu Hoàn đã đến chưa? Đã đến, vừa đến kinh thành. Nếu không phải trời mưa trên đường thì đã đến sớm hơn vài ngày. Phải rồi, ngươi cũng đến à? Như Ý và họ hiện giờ ở đâu? Đường xa như vậy, tiểu thư và tiểu hoàn đến kinh đô, tôi không yên tâm, nên đi theo họ cùng đến. Nếu gặp chuyện gì thật, nam nhân ra tay cũng tiện hơn. Chúng tôi cũng vừa mới đến không lâu. Lão phu nhân đang kéo tiểu thư nói chuyện. Phương à, dạo này ngươi có ăn uống đầy đủ không? Sao gầy đi nhiều thế? Thật sao? Thật vậy sao? Kiến Nhi đã về rồi, lần này đến kinh thành thì đừng quay về nữa. Hạ Nhi bây giờ đã được hoàng thượng phong tước, rất nhanh sẽ ổn định ở đây. Hai đứa các con cũng nên suy nghĩ về chuyện con cái. À, Tiểu Hạ à, cố gắng mà sinh một đội bóng đá ra nhé. Hạ Kiếm Lâm thể hiện rằng mối hận giữa hai nhà Trần và Hạ đã kết thúc, sau này không được phép động đến nhà Hạ nữa. Trận đổi với Hạ Minh Trạch cũng không được sử dụng nguồn lực của nhà Trần trên triều đình. Trường An huyện tử, con trai của Hạ Kiếm Lâm, chỉ là một huyện tử thôi, nhà Trần của chúng ta việc gì phải sợ hắn. Nếu mọi chuyện đơn giản vậy thì tốt rồi. Nhưng đây lại là trường hợp đầu tiên hoàng thượng phong tước trong những năm gần đây. Tư dân thường nhảy vọt thành quý tộc. Nghe nói vào ngày thọ yến của lão phu nhân nhà Hạ, thế tử của vương gia Ninh và công chúa đều phái người tặng quà mừng. Ngươi thật sự nghĩ những việc này không liên quan gì sao? Ta hiểu rồi, mối hận với nhà Hạ là vì lụa. Nếu vì lụa mà gây bất lợi cho cả nhà Trần, hắn sẽ trở thành tội nhân của gia tộc. Từ trong phòng, Trần Sung bước ra, thở dài một hơi dài. Từ tận đáy lòng trào dâng cảm giác bất lực sâu sắc. Khi nhìn thấy cô gái ngồi trong vườn, nét mặt u buồn lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười. Từng bước đi về phía cô. Đợi vài ngày nữa thời tiết tốt, ra ngoài đi dạo nhé. Ở trong phủ lâu quá, chắc sẽ thấy bí bách. Mười mấy năm rồi, quả thật có chút bí bách. Nghe nhị ca cũng tốt, ta sẽ sắp xếp ngay.
Mở to mắt mà nhìn cho kỹ, những người trước mặt các ngươi đều là chủ nhân của nhà Hạ. Vị này chính là Trường An huyện tử được hoàng thượng phong tước. Đây là phu nhân của công tước, vị này là nhị tiểu thư. Bây giờ, trong phủ tử tước có vài chục người. Tất nhiên không giống trước đây, mọi việc hàng ngày đều cần có người quản lý. Những việc này tất nhiên, không thể để hạ nhân hoặc như ý lo hết được. Một quản gia là không thể thiếu. Lão phu nhân đặc biệt cho hạ bá giúp ông quản lý những việc này. Nghĩa là, từ giờ trở đi, hạ bá là quản gia của phủ tử tước. Phủ tử tước chỉ có vài vị. Các ngươi hàng ngày đều phải kính cẩn, không được thiếu tôn trọng. Trừ thị nữ ra, không ai được phép ra ngoài nội thất. Các ngươi đi làm việc của mình đi. Nhà cũng không có nhiều người, hàng ngày làm tốt việc của mình là được. Lão phu nhân mắt kém, chọn hai thị nữ nhanh nhẹn một chút để hầu hạ lão phu nhân. Những người khác để họ tự làm việc của mình. Ngoài ra, lần gặp đầu tiên, mỗi người hầu đều được thưởng một hũ. Lấy tiền từ phòng kế toán. Phu quân, sau này chàng có quay lại phủ Khánh An không? Dù sao cũng không xa lắm, nếu phu nhân đồng ý, chàng cứ đưa trụ tử đến kinh đô. Nếu lão hứa và họ muốn đến, các ngươi cùng nhau, ở đây luôn có chỗ cho các ngươi. Được rồi, ta sẽ về vào ngày mai. Phu nhân, nàng nhanh theo ta nào. Lúc đến kinh thành, ta nghĩ rằng sẽ sớm quay về nên không mang nhiều đồ. Nếu sau này chúng ta sống ở kinh thành, có lẽ phải sớm quay về một chuyến, mang theo những thứ quan trọng, ít nhất là phải mang hết tiền bạc trong nhà. Phu nhân trước đây đã nói còn giữ lời chứ. Phu quân, thiếp đã chuẩn bị canh cho chàng. Không cần đâu, phu nhân khỏe mà. Phu quân, bây giờ thiếp đã đạt đến cảnh giới đại tông sư, chàng không chịu nổi đâu. Thúc bà cho, cộng thêm canh bây giờ, đã bổ quá rồi. Bắc Phương có giai nhân, tuyệt thế và độc lập, một nụ cười làm nghiêng thành, lần nữa cười nghiêng nước, có thể khiến phu quân mô tả nàng xây một nữ thần nữ là thủy, cười chắc hẳn rất đẹp. Thật ra cũng không đến mức đó, thơ văn mà, luôn có sự phóng đãng, cười một cái đã nghiêng thành nghiêng nước, làm gì có chuyện như vậy, đó không phải là đẹp mà là yêu thuật. Nếu phu quân thật sự có ý với cô nương xây mực, không cần hiểu lầm đâu. Ta và cô nương xây mực chỉ là bạn bè, lúc đó chỉ muốn giúp nàng đoạt giải quán quân, không có gì khác. Vừa ăn bánh mì kẹp thịt đã chuẩn bị lấy thiếp, hạnh phúc đến bất ngờ quá. Ta phải nhẹ nhàng một chút. Phu quân yên tâm, thiếp đâu phải đỗ phủ. Nếu phu quân không có tình ý với cô nương xây mực, sao có thể viết ra những bài thơ như thế? Chỉ là vài bài thơ thôi mà. Nếu nàng muốn, ta sẽ viết ngay 10 bài cho nàng. 100 bài, ta và cô nương xây mực thật sự không như nàng nghĩ đâu. Phu quân thật sự không có, đừng nghĩ lung tung nữa, thật sự không có. Đừng nói ta không có ý này, cô nương xây mực cũng không có ý đó. Những lời này đừng nói nữa. Thiếp biết rồi, để lần sau đi, ngay cả chống cự như kiến tôi cũng không làm được. Hạ đại đầu, có người tìm ngươi ngoài kia, như là người từ trong cung đến đó. Hoàng thượng đã từng ban lệnh cho hạ hiến tử dạy toán cho các hoàng tử và công chúa. Do bác sĩ toán học của quốc tử giám xin nghỉ vì bệnh, để không làm chậm trễ bài học của các hoàng tử và công chúa. Hạ hiến tử, bây giờ đi vào cung với ta. Bài học của các hoàng tử và công chúa không thể bị trì hoãn. Hạ hiến tử, nhanh lên nào. Biết rồi, đi thôi. Hạ hiến tử, còn một khắc nữa, sẽ đến giờ học toán của các hoàng tử và công chúa. Ngươi vào trước đi. Bác Phần Điện là một cung điện nhỏ. Khi hạ nhân bước vào điện, có lẽ vì chưa đến giờ, điện không có ai, chỉ có một người béo đang nằm ngủ gục trên bàn phía trước. Có lẽ bước chân của hạ nhân làm hắn tỉnh giấc. Người béo nhỏ bật dậy khỏi chỗ ngồi, lớn tiếng đọc đệ tử quy. Lời dạy của thánh nhân, đầu tiên là sau đó là thận trọng và trung thực. Ta không ngủ. Ngươi là ở, là ngươi à? Này, ngươi đến để nấu món ngon cho chúng ta sao? Không phải, ta là vương tử tài giỏi. Ta ra lệnh ngươi đi vào phòng bếp, nấu giống như món lần trước. Ngươi dám không nghe lời ta, tin không, ta sẽ bảo phụ hoàng đánh đần ngươi. Lời của Lý Hán vừa dứt, có 7-8 bóng người tràn vào từ ngoài cửa. Nam nữ đều có, người dẫn đầu chính là công chúa Thọ Ninh. Ngươi làm gì ở đây? Công chúa điện hạ, hạ hiến tử, từ nay về sau sẽ là thầy dạy toán cho các vị điện hạ. Vì các vị điện hạ đều đã đến, chúng ta hãy bắt đầu. Trước khi bắt đầu giảng dạy, chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra. Các người hãy viết những con số này bằng chữ số A dập trên giấy. Vương tử kính, ngươi lên viết. Tại sao lại là ta? Ta không đi. Nếu vương tử kính không muốn lên, cũng được. Lần này điểm kiểm tra của ngươi là không. Ta sẽ ghi điểm của điện hạ lên giấy đỏ, dán ở ngoài bác văn điện. Sau này cũng vậy. Cứ một khoảng thời gian, ta sẽ kiểm tra các ngươi một lần. Tất cả những điểm không đạt đều sẽ được dán bên ngoài, để mọi người đi qua đều có thể thấy.
Chỉ cần tưởng tượng thôi, sắc mặt của Lý Hàn đã càng tái nhợt hơn. Dù hắn là hoàng tử, nhưng cũng không dám bất kính với thầy giáo. Nếu phụ hoàng biết chắc chắn sẽ trách phạt hắn. Vì vậy Lý Hàn đã bước lên, mặc dù viết xấu không chịu nổi, nhưng may mắn vẫn viết đúng một con số đơn giản nhất. Không phải là hoàn toàn thất bại. Cũng không tệ, đúng được, hôm nay đến đây thôi, tạm biệt. Hạ Hiến Tử, hoàng thượng đã lệnh cho người dạy học cho ca hoàng tử. Tại sao người lại? Là người dạy học hay ta dạy học? Ta phải tan làm. Mấy ngày trước hội chùa Hàn Sơn vừa kết thúc không lâu, một pháp hội lớn hơn và náo nhiệt hơn đã bắt đầu. Triều đình tài trợ cho lễ trai tăng tại chùa Hàn Sơn, truyền bá Phật pháp, tán dương công đức Phật. Sau đó nghe tiểu hòa nói, lão phu nhân thực ra muốn đưa tiểu thư đi cầu Quan Âm Bồ Tát, cầu khấn tất cả thành Phật, chỉ cần có thể cầu ra một chất trai là được. Hạ nhân cảm thấy việc cầu Phật xin chất trai hơi xa vời, chuyện này cầu hắn mới có hiệu quả. Nếu ngày mai họ đi chùa Hàn Sơn thì tiện nhờ họ mang kinh sách giúp mình. Không biết lão phu nhân bị ảnh hưởng bởi tư tưởng mê tín nào, đưa theo toàn bộ nữ quyến, còn không cho phép mình đi cùng họ. Ngày mai khi các người đi, giúp ta mang cuốn kinh này giao cho một lão hòa thượng tên là Đàm Dận. Phu quân yên tâm, ta nhất định sẽ tự tay giao cho lão hòa thượng đó. Ngày mai nhớ gọi ngài là đại sư. Công tước, hãy mau dậy đi, thế tử đang chờ ngài bên ngoài. Lý Hiên đến làm gì? Ngươi lại ngủ đến giờ này? Đừng chậm chạp nữa, mau đi với ta. Đi đâu? Đừng kéo lôi như vậy, bị người khác thấy sẽ không hay. Máy lượn Hàn Sơn đã có tiến triển lớn. Đến lúc đó ngươi xem thử, coi có gì cần cải tiến không? Ngươi làm ra thử đó nhanh vậy sao? Mượn vài đại tướng của tướng quốc Giang, bảo họ đây là vũ khí chiến trường. 3 ngày sau họ đã làm xong. Thử trên đồi cỏ thì không biết được hiệu quả. Hàn Sơn, ngọn núi gần kinh thành nhất, đã trở thành nơi thử nghiệm tốt nhất. Tại một vách đá, trên mặt một hộ vệ hiện rõ vẻ kiên quyết. Dù đã thử nghiệm nhiều lần, chiếc dù có thể đảm bảo hắn nhảy từ đây xuống cũng không chết, nhưng khi nhìn xuống vách, hắn vẫn không khỏi lo lắng. Cuối cùng tên hộ vệ vẫn cắn răng, toàn thân bám vào máy lượn, sau một cú chạy đà dài, biến mất khỏi vách đá. Nhìn chấm nhỏ giữ được độ cao nhất định, bay xa hơn nữa. Chấm nhỏ, Lý Hiên cuối cùng cũng lộ ra vẻ phấn khích. Có thể về rồi chứ? Về làm gì? Hôm nay là pháp hội thủy lục tại chùa Hàn Sơn. Minh Châu và Thọ Ninh đều ở trên núi. Nếu không đến phủ tứ tước tìm người, ta đã cùng họ lên núi rồi. Pháp hội thủy lục có nhiều cao tăng đại đức thuyết pháp, có thể giúp chúng sinh đau khổ khai ngộ, được pháp thủy thấm nhuần kinh thành. Nhiều quyền quý, bao gồm nhiều công chúa, hoàng tử sẽ tham gia, được sự soi sáng của Phật pháp, được chư Phật thần bảo hộ. Có đồ ăn không? Có, mỗi lần pháp hội đều phát chay. Hơn nữa ngoài chùa cũng không thiếu hàng bán thức ăn. Có bánh bao không? Có. Thọ Ninh, thì ra các người ở đây. Hoàng huynh, vừa rồi ăn gì thế? Không có gì, không có gì. Nhiều người lẫn lộn, giữ Thọ Ninh, đừng để hắn chạy lung tung. Ai chạy lung tung chứ? Hoàng huynh còn việc, không ở lại với ngươi. Ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời hoàng tỷ. Biết rồi, biết rồi. Người thanh niên lắc đầu, lại liếc nhìn Lý Hiên một cái, rồi cùng mọi người phía sau từ từ rời đi. Cho đến khi bóng dáng của họ biến mất, hạ nhân quay lại nhìn Lý Hiên, thấy gương mặt của hắn bình tĩnh. Khi hắn lộ vẻ này, có nghĩa là tâm trạng không tốt. Có chút nghi ngờ, hỏi, ngươi có thù với Thúc Vương? Cũng không hẳn là thù lớn. Khi ta còn nhỏ, trong số những hoàng tử bắt nạt ta, Thục Vương là người dẫn đầu. Hơn nữa, nữ nhân mà hắn nhiều lần cầu hôn nhưng không thấy, giờ là phi tử của ta. Thủ cướp vợ, như vậy vẫn không tính là thù lớn sao? Thục Vương và phi tử của ta vốn là thanh mai trúc mã, nhưng có lẽ chưa từng gặp nhau. Nếu đã không quen biết nhau, sao nhất định phải cưới vợ của ngươi? Năm đó khi thê tử của ngươi bắt cóc ngươi lên núi, cũng đâu có quen biết ngươi. Thiếu niên, chúng ta đi nghe lão hòa thượng thuyết pháp thôi. Thục Vương là con của Thôi Quý Phi, là hoàng tử lớn tuổi nhất trong số các hoàng tử. Theo quy tắc của hoàng gia, truyền cho đích, không truyền cho trưởng, không truyền cho nương nương. Có một cô con gái là Minh Châu, không sinh được hoàng tử. Trong hậu cung, ngoài hoàng hậu nương nương, Thôi Quý Phi có địa vị tôn quý nhất. Vì thế, Thục Vương là hoàng tử có cơ hội tranh đoạt ngôi thái tử lớn nhất. Mặc dù hoàng thúc lấy lý do không có con trai nên nhiều năm không lập thái tử, nhưng hoàng hậu nương nương không sinh thêm con trai. 2 năm nay, triều đình ngày càng không thể để ngôi thái tử sống quá lâu. Thục Vương dù có Thôi Quý Phi và gia tộc Thôi đứng sau lưng, nhưng nếu có thể kết thân với vương gia, sẽ nhận được sự ủng hộ của hai gia tộc quyền lực, cơ hội đoạt ngôi thái tử sẽ lớn hơn. Thiếu niên, chúng ta đi nghe lão hòa thượng thuyết pháp thôi. Vị đại sư này đang giảng gì vậy? Xuyệt, nhỏ tiếng đại sư đang giảng kinh Kim Cang đấy. Anh Di Đà Phật, tiểu thí chủ hạ nhân, đại sư đang giảng kinh Long Gia, có thể giữ thể diện cho ta không? Toàn phải đám ta thôi. Tiểu thí chủ hạ nhân tặng kinh thư, lão nạp thay mặt Phật môn cảm ơn vô cùng. Chỉ là việc nhỏ thôi, đối với tiểu thí chủ là việc nhỏ, nhưng đối với Phật môn ta lại là đại công đức. Không biết đại sư phát hiệu là gì? Lão nạp là Chi Tín, thì ra là đại sư Chi Tín. Không biết đại sư đến từ đâu? Đến từ nơi đến. Đến từ nơi đến là gì?
Nghe nói Thiền Ấn Đại Sư ở chùa Hàng Sơn có Phật Pháp cao là cao tăng của Phật môn. Chúng tôi từ xa đến, chỉ muốn cùng Đại Sư luận về Phật Pháp, giải trừ phiền não trong lòng. Đại Sư đến từ xa, chùa Hàng Sơn tất nhiên hoan nghênh, chỉ là nơi này không phải chỗ luận thiền. Mời các vị đi chỗ khác, Phật ở khắp mọi nơi, luận thiền thì có gì khác nhau? Vừa dứt lời, các hòa thượng trong chùa Hàng Sơn đã xôn xao. Thật là không giữ thể diện chút nào. Trong chùa vốn đã có nhiều người qua lại, cộng thêm việc Đại Sư Đàm Ẩn có sức hút với người hâm mộ. Trong thời gian ngắn, đã có nhiều người tụ tập lại. Có chuyện gì vậy? Đàm Ẩn Đại Sư đang nói chuyện với ai? Chẳng lẽ đối diện cũng là một cao tăng của Phật môn? Không rõ đến từ đâu, nhưng vừa rồi hắn nói muốn luận thiền với Đại Sư Đàm Ẩn. Cao tăng luận thiền, không thể bỏ lỡ được. Các người muốn luận theo cách nào đây? Nếu đã muốn luận thiền, phải ngồi thiền trước. Đại sư Đường Ấn là một cao tăng lớn, công phu thiền định của ngài chắc chắn tiểu tăng xin mạo muội muốn thử ngồi thiền cùng Đại sư Đường Ấn. Ngồi thiền là gì? Là xem ai có thể ngồi lặng lâu hơn. Đại sư phải chủ trì pháp hội thủy lục lần này, không có thời gian để xử lý những chuyện. Nếu các người đến vì chuyện này, thì xin mời quay về. Nghe nói chùa Hàn Sơn của Cảnh Quốc là thánh địa Phật giáo. Đại sư Đường Ấn lại là một cao tăng đại. Chúng tôi đến từ xa, chẳng lẽ đây là cách các người tiếp đại khách? Cái gì? Mấy hòa thượng ở chùa Hàn Sơn này không phải là người của Cảnh Quốc? Hòa thượng nước khác lại dám gây rối ở pháp hội, lôi ra ngoài đánh chết đi. Khoan đã, chúng sinh đều là không, không ác, không danh, không thành, không phiền, không thầy, không dạy, không máu, không lời hứa, cũng không thắng cũng là không, thua cũng là không, các ngươi còn muốn luận gì nữa? Dừng tay, thấy cảnh này, các hòa thượng ở chùa Hàng Sơn xung quanh không ngồi yên được, đều quay lại. Trừng mắt nhìn nhà sư trung niên đó, lão tăng cũng bị đánh choáng, mặt đau rát. Sau khi tỉnh lại, cũng dùng ánh mắt tức giận nhìn ông ta. Đám đông xung quanh sau khoảnh khắc sững sờ, cũng bắt đầu nhìn không thiện cảm. Gây rối pháp hội thì thôi, hòa thượng nước khác lại dám động thủ trên đất của Cảnh Quốc. Hôm nay là không muốn về rồi. Xong rồi, hòa thượng này có chút bản lĩnh. Sao vậy? Vừa rồi đại sư đó nói vô hỉ vô nộ, ngươi nhìn biểu cảm của ông ta bây giờ đi. Những hòa thượng này không đơn giản đâu, bọn họ chắc chắn là vì pháp hội thủy lục mà đến. Xem chùa Hàn Sơn ứng phó thế nào đây. Đại sư Đường Ấn sao chưa ra tay? Khổ tăng của nước Tề. Cái gì? Người đó là khổ tăng của nước Tề, cầm gậy sắt, lông mày dính bùn, chắc chắn là khổ tăng rồi. Chỉ có nước Tề mới có hòa thượng như vậy, hòa luận Phật với đại sư Đường Ấn. Đúng là không biết lượng sức mình. Đại sư Đường Ấn Phật Pháp tinh thông, lão hòa thượng này chắc chắn sẽ thua. Sao đại sư Đường Ấn không nói? Câu hỏi này khó trả lời sao? Đại sư không trả lời được. Thế nào là Phật? Câu hỏi này họ không trả lời được là bình thường. Không lẽ đại sư Đường Ấn cũng không trả lời được? Ngài là một cao tăng đại đức mà. Dù không hiểu Phật Pháp, nhưng hiểu biết rộng rãi. Câu hỏi này có nhiều cạm bẫy, không thể để đối phương chiếm thế chủ động. Nếu không cẩn thận sẽ bị đối phương nắm được điểm yếu. Lúc này cách làm của đại sư Đường Ấn là sáng suốt nhất. Không thể nói, nói ra thì đều sai. Gì mà không thể nói? Câu hỏi này đại sư Đường Ấn không thể trả lời. Một khi ngài mở miệng, đối diện ngài sẽ là cái bẫy của đối phương. Tiểu chủ nhân Nhâm đứng bên cạnh đại sư Đường Ấn, giọng nói dù nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi tai của đối phương. Ông ta khẽ quay đầu nhìn tiểu chủ nhân, đã là lần thứ hai nghe câu này từ miệng của cậu ấy, và cũng giống với suy nghĩ trong lòng ông ta lúc này. Đại sư Đường Ấn sao lại không nói gì? Đại sư Đường Ấn sao lại không nói gì? Không lẽ ngài cũng không biết câu trả lời? Rốt cuộc Phật là gì? Đại sư Đường Ấn là một cao tăng đại đức, sao ngài lại không biết câu trả lời cho câu hỏi này? Chỉ là đại sư là người cao siêu, nếu nói ra câu trả lời trực tiếp, thì không phải sẽ không khác gì những kẻ còn gì khác biệt nữa? Thế sao ngài biết? Vừa rồi hòa thượng đó hỏi đại sư Đường Ấn điều gì? Thế nào là Phật? Người xem đại sư Đường Ấn vừa rồi dù không nói gì, nhưng anh ta nhìn tôi, nhìn bạn, nhìn mọi người xung quanh, nhưng suy nghĩ về câu hỏi đó không khó để hiểu. Thực ra anh ta muốn nói rằng bạn là Phật, tôi là Phật, chúng sinh đều là Phật. Trước đây, một vị cao tăng đã từng nói rằng, giác ngộ tối cao, một niệm giác ngộ chúng sinh là Phật. Thực ra điều đó có nghĩa là mỗi chúng ta đều có Phật tính, chỉ là bị trần gian che đậy. Đó chính là điều mà đại sư Đường Ấn muốn nói với chúng ta. Đại sư Đường Ấn của không hổ danh là người có thể chứng minh lý thuyết Phật trong vô hình. Khâm phục, khâm phục. Thì ra là vậy. Thì ra là thế. Không lạ gì mà đại sư Đường Ấn vừa rồi liếc nhìn chúng sinh là Phật. Nói như vậy thì tôi cũng có Phật tính rồi. Ba, con đã hiểu. Thì ra đại sư có ý này. Con có tội. Vừa rồi con còn nghi ngờ đại sư Đường Ấn. Con có tội. Con thật sự là có ý này sao? Vì tiểu chủ nhân nói vậy. Thì là vậy. Hiểu ta nhất là tiểu chủ nhân. Chúng sinh là Phật. Quả nhiên đại sư bài vận danh bất hư truyền. Chẳng rẻ. Phía bên kia đám đông bỗng vang lên một tiếng kêu. Tiểu hoàn tay cầm một gói giấy, cẩn thận chen lấn qua đám đông. Trang dây thử cái này đi. Đây là bánh treo hoa tôi vừa mua bên ngoài. Ngon lắm. Sao cô ở đây một mình vậy tiểu thư? Tiểu thư cùng bà lão nghe đại sư giảng kinh. Tôi trốn ra một mình. Bây giờ tôi sẽ đi tìm họ, nói với họ Trang dây cũng đến rồi.
bà xin lỗi, xin lỗi. Tránh ra, Nico độc ác, không cho phụ nữ tập thể dục, không ngăn không được vô lễ. Phật của các người chỉ dạy các người thế thôi à? Ngươi là ai? Ngươi không biết ta là ai? Không ngờ cảnh quốc còn có người như vậy. Lão nạp không nhận ra cao nhân, xin hỏi tiểu chủ nhân này là ai? Họ đang nói gì vậy? Không biết. Chẳng lẽ câu nói vừa rồi thật sự có điều huyền diệu? Tiểu chủ nhân này có sự hiểu biết về Phật Pháp, đã đạt đến một cảnh giới khác rồi. Đại sư, họ đang nói gì vậy? Anh Di Đà Phật, tiểu chủ nhân vừa hỏi thật ra là hỏi tôi là ai. Thật nhìn đơn giản, nhưng thực ra chứa đựng trí tuệ lớn. Cái tôi trong câu hỏi không phải là cái tôi mà ta nghĩ. Muốn trả lời câu hỏi này, trước tiên phải vượt qua cái tôi, dùng tâm trí vượt thoát để nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Vì vậy, câu hỏi của tiểu chủ nhân rất khó trả lời. Còn câu hỏi của đại sư hỏi ngươi là ai cũng tương tự như vậy, có sự tương đồng. Tôi là ai? Tôi chỉ là một thường dân của cảnh quốc mà thôi. Một thường dân của cảnh quốc mà có trình độ như vậy. Kinh đô của Nhiên là nơi rồng rắn ẩn nấp. Không quan trọng các ngươi là hòa thượng của nước, còn dám gây rối, thật sự bị lôi ra ngoài đánh chết không chừng. Sẽ không ai giúp các ngươi đâu. Pháp hội thủy lục của chùa Hàn Sơn, người đến đều là khách. Nếu các ngươi còn có tâm tư khác, thì từ đâu đến về đó đi thôi. Đúng vậy, ngoại bang dám hoành hành trên đất của cảnh quốc ta, không muốn sống nữa sao? Luận thiên không thắng nổi đại sư, còn dám đứng ở đây. Biết điều thì cút nhanh, nếu không thì đừng trách chúng ta. Không khách sáo, chúng ta đến đây để luận thiền tu Phật. Đây là thái độ của chùa Hàn Sơn sao? Cái gì mà danh tự nổi chẳng qua là thế. Phật chưa hư, sửa chính mình trước đi. À, Phật chưa hư, sửa chính mình trước. Tuyệt diệu, thực sự là tuyệt diệu. Trình độ Phật Pháp của người trẻ tuổi này của thật cao siêu. Nói rất hay, hòa thượng ngoại bang mau quay về tự tu mình đi. Những người này không phải là viện trợ mà Lý Hiên mời đến chứ? Ta chỉ nói bừa thôi. Tu Phật này không phải là tu kia, thí chủ chắc nhất rồi. Đại sư luôn miệng nói tu Phật, vậy ngài nói cái gì là Phật? Anh Di Đà Phật, Phật là trí tuệ, là đức hạnh, là từ bi. Bạn là Phật, tôi là Phật, chúng sinh đều là Phật. Phật ở khắp mọi nơi, Phật là vô lượng. Phật ở khắp mọi nơi, Phật ở khắp mọi nơi, Phật là vô lượng. Phật là vô lượng. Nếu như vậy, Phật của ngài có thể tạo ra một hòn đá mà chính ngài ấy cũng không thể di chuyển không? Chúng tôi đã làm phiền nhiều, mong đại sư hàm vận không trách tội. Lão nạp xin cáo từ. Đại sư Phật Pháp cao sâu, khâm phục, khâm phục. Con chàng trai trẻ vừa rồi thì sao? Đi rồi, vừa nãy đi rồi. Không biết đó là hậu duệ của nhà nào. Tinh thông Phật Pháp, Phật duyên sâu dày, xứng đáng là người xuất chúng trong thế hệ trẻ. Ta thì biết thân phận của cậu ấy, dù chưa từng gặp, nhưng các người hẳn đã nghe qua tên cậu ấy. Chính là gần đây, rất nổi tiếng, văn hay chữ tốt hơn cả Triệu Xuân, được về hạ phong làm từ của huyện Trường An. Hóa ra là vị đại đầu đó. Hòa thượng ngoại bang đến nhanh đi cũng nhanh, thực ra không gây ra động tĩnh lớn. Nhiều người còn không biết có việc này. Sau khi đám đông tản đi, Pháp hội thủy lục vẫn tiếp tục theo chương trình. Các hòa thượng của chùa Hàn Sơn thở phào nhẹ nhõm. Những người nên đi cuối cùng cũng đã đi. Hôm nay là thời điểm đặc biệt, nếu có chút rắc rối sẽ bị thiên hạ cười chê. Lão tăng dặn đi dặn lại tiểu hòa thượng giữ cửa, nếu có hòa thượng đến nhất định phải hỏi rõ lai lịch của họ, đừng để xảy ra chuyện như vừa rồi nữa. Tiểu thí chủ này lần này thật sự đã giúp chúng ta rất nhiều. Hãy tiếp đái bà lão nhà Hạ cùng gia đình họ Hạ thật chu đáo, chưa có lơ là. Nói xong, ông tự bước vào một căn phòng yên tĩnh. Những lời của Nhâm vừa rồi, ông cũng cần suy nghĩ kỹ, làm cho thông suốt. Lần này nhờ có con, nếu không chu Hàn Sơn đã mất mặt trước mấy hòa thượng nước Tề, lan truyền ra ngoài thì cảnh quốc cũng. Con tu Phật từ khi nào? Con đâu hiểu gì về Phật lý, nói chuyện với những hòa thượng này rất đơn giản. Khi nào chính con cũng không hiểu những gì mình nói, thì mới lừa được họ. Chúng ta và nước Tề đã như nước với lửa, họ kiêng nể thiên pháp, ngoài mặt sẽ không hành động liều lĩnh, nhưng chắc chắn sẽ hành động từ những khía cạnh khác. Vừa rồi là một ví dụ, không biết họ còn làm những việc gì nữa. Khổ tăng nước Tề từ trước đến nay đều là dị loại và trung thành với hoàng thất, nếu bị họ để mắt tới sẽ là một điều phiền phức. Con dạo này phải cẩn thận nhiều hơn. Đáng tiếc là con lại sinh ra trong thân con gái. Ý gì vậy? Nếu con là một hoàng tử, có thể trở thành hoàng đế tương lai, cảnh quốc nhất định sẽ được con cái trị rất tốt. Lý Minh Châu im lặng không nói. Dù anh ta là hoàng tử cũng không có ý muốn làm hoàng đế, anh ta chỉ hy vọng nhìn thấy triều đại Lý Thị ngày càng hưng thịnh. Chỉ vậy thôi. Làm công chúa cũng tốt, không có gì đáng tiếc cả. Lần này không thành công, đến lúc đó chúng ta biết phải giải thích thế nào với tam hoàng tử đây. Nếu không phải vì người đó chen ngang, chỉ dựa vào đám hòa thượng của chùa Hàn Sơn, thì làm sao có thể thắng được chúng ta? Chỉ cần Đường Ấn đồng ý thi đấu sau khi với ta, ngồi thiền, hắn nhất định sẽ mất hết danh dự. Không ai tin hắn nữa. Hắn còn được coi là cao tăng gì nữa. Đến lúc đó, người của chúng ta sẽ thuận lợi tiếp quản chùa Hàn Sơn. Ngày giờ đã định, chắc chắn sẽ thống nhất Phật giáo của cảnh. Bất kể ai phá hỏng kế hoạch của tam hoàng tử, đều sẽ xuống anh tì địa ngục. Anh Di Đà Phật, tam hoàng tử đến, lão nạp sẽ tự mình giải thích với ngài. Vừa rồi hòa thượng ngoại bang đến gây rối, lại muốn luận thiền với đại sư Đường Ấn. Các ngươi không thấy cảnh tượng lúc đó, thật sự là quá đáng tiếc. Sao, có chuyện như vậy sao?
Tất nhiên rồi, lão hòa thượng đó hỏi đại sư Đường Ấn rằng Phật là gì. Các ngươi đoán xem đại sư Đường Ấn trả lời. Đại sư Đường Ấn chẳng nói gì cả, ngài chỉ âm thầm chứng minh lý thuyết Phật trong vô hình. Cảnh giới của đại sư Đường Ấn, người thường chúng ta cả đời khó mà đạt được. Đừng nói đến đại sư Đường Ấn, cả đời này chỉ cần đạt đến cảnh giới của Từ Huyện Trường An là rất mãn nguyện rồi. Từ Huyện Trường An là ai? Vị Từ Huyện Trường An này quả thật là một người kỳ lạ, có dịp nhất định phải kết giao. Điện hạ Thục Vương, thực ra Từ Huyện Trường An, ngài vừa mới gặp cậu ấy. Ồ, bản vương vừa gặp rồi sao? Khi nào vậy? Vừa rồi, người đứng cạnh Thế Tử Lý Huân của chính là Từ Huyện Trường An nhâm. Thì ra là cậu ấy, đã nghe nói từ lâu Từ Huyện Trường An và Lý Hiên có mối quan hệ. Thật không ngờ, người vừa rồi chính là Từ Huyện Trường An, người mà phụ hoàng phá lệ. Khác không biết lai lịch của Từ Huyện Trường An, chỉ nghĩ rằng cậu ta may mắn mới đạt được vinh quang. Nhưng ta, một hoàng tử, lại biết một số bí mật về cậu ấy. Mỗi việc cậu ấy làm đều có thể gọi là đại sự kinh thiên động địa, đặc biệt là thiên phạt kia. Dù ta vẫn chưa biết đó là gì, nhưng biết rằng chiến thắng trong cuộc chiến với nước Tề lần này chính là nhờ thiên phạt, giúp cảnh quốc từ yếu trở nên mạnh, đánh bại nước Tề. Đây phải là một thứ vũ khí lợi hại thế nào. Đó cũng là lý do phụ hoàng coi trọng cậu ấy như vậy. Nếu cậu ấy có thể hỗ trợ, sợ gì đại sự không thành. Người này ta muốn có. Công tử, vừa rồi Thục Vương phái người đưa thiệp mời đến, mời công tử 3 ngày sau đến phủ Thục Vương dự yến tiệc. Thục Vương là người có khả năng nhất trong số các hoàng tử kế thừa ngôi vị. Vương gia thích kết giao với các tài tuấn trẻ tuổi, thường xuyên tổ chức yến tiệc tại mời rất nhiều nhân tài. Trong kinh thành không ai là không biết, không ai là không hay. Dù công tử được hoàng thượng phong làm Từ Huyện Trường An, nhưng ở kinh thành chưa có căn cơ. Nhân cơ hội này có thể kết giao với các tài tuấn khác trong kinh thành. Nếu có thể kết thân với Thục Vương thì lợi ích sẽ không kể xiết. Cứ để thiệp mời ở đó đã, ta sẽ bảo cung một chuyến. Phải rồi, ngươi có thân với Thục Vương không? Sao đột nhiên hỏi vậy? Không có gì đâu, hôm nay Thục Vương phải người đưa cho ta một tấm thiệp mời. Mời ta tham dự yến tiệc ở phủ Thục Vương 3 ngày sau. Thục Vương yêu mến tài năng, từ nhỏ đến lớn, ta không có nhiều giao tiếp với Thục Vương, nhưng hắn luôn thích kết giao bạn bè. Phủ Thục Vương cứ vài ngày lại tổ chức yến tiệc. Ngươi bây giờ cũng được coi là một người quyền quý trong kinh thành, lại cùng tuổi với hắn. Nhận được lời mời cũng là chuyện bình thường. Không phải chứ, người cũng không thân với hắn mà. Nếu hắn đã mời ngươi, không có gì phải suy nghĩ nhiều, đi cũng không sao. Thục Vương thực sự có khả năng trở thành thái tử. Không ai biết được ý của phụ hoàng, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, hy vọng của Thục Vương là lớn nhất. Bỏ qua chuyện này, ngươi cũng không nên làm mất mặt một vương gia. Ngươi đi trước đi, ta sẽ đi tìm Lý Tuyền Uyển. Xin hỏi, ngài có phải là Từ Huyện Trường An không? Thế tử đã trở về chưa? Thế tử chưa về, nô tỳ phụ mệnh Thế tử Phi, mời Từ Huyện Trường An qua gặp. Thế tử Phi nào? Thế tử Phi mời ta qua gặp, gặp ở đâu? Chẳng lẽ vì ta quá đẹp trai? Không được, ta không thể làm điều trái với thiên lý. Thế tử Phi, Từ Huyện Trường An đã đến. Nha hoàn cúi đầu nói một tiếng cung kính, với bóng người sau bức màn, rồi từ từ lui ra. Đối với bức màn trước mặt, nhâm không thể lạ. Hoàng gia và các gia tộc lớn rất coi trọng lễ nghi, nam nữ ở chung một phòng, nhất định phải tránh nghi kỵ. Xin lỗi vì đã mạo muội mời Từ Huyện Trường An đừng phiền lòng. Thế tử Phi khách sáo, không biết Thế tử Phi mời ta đến đây là vì chuyện gì? Không biết Từ Huyện Trường An và Thế tử quen nhau từ khi nào? Chỉ mới vài tháng thôi. Có phải là ở phủ Khánh An? Đúng vậy. Vậy Từ Huyện Trường An hiểu biết bao nhiêu về Thế tử? Là Thế tử Phi của Lý Hiên mà lại hỏi bản thân mình hiểu biết bao nhiêu về anh ấy. Người hiểu Lý Hiên nhất chẳng phải là nàng sao? Từ Huyện Trường An, Thế tử là một người tốt. Người tốt? Đúng vậy, Thế tử được coi là một người tốt. Như ta vừa nói, Thế tử là một người tốt. Anh ta không có sự kiêu ngạo của hoàng, không thích bày vẽ. Anh ta thích giả làm người thường để hòa nhập vào tầng lớp. Gặp chuyện bất bình chắc chắn sẽ lên tiếng. Anh ta thích uống rượu, nhưng tửu lượng rất kém. Rượu mạnh không pha chỉ một chén là ngã. Say rồi sẽ nói linh tinh, khi ăn cũng nói rất nhiều. Anh ta thích đi thanh lâu, chỉ để nghe nhạc, không gọi kỹ nữ. Anh ta còn thích tất cả những thứ mới lạ, những thứ kỳ quặc. Nếu muốn hòa hợp với anh ta, nàng phải biết rằng hai viên đá khác nhau rơi từ cùng một độ cao sẽ chạm đất cùng lúc. Còn phải biết rằng mặt đất dưới chân chúng ta không phẳng, mà là một quả cầu. Khởi hành từ phủ Thế đi thẳng về phía sẽ mất một khoảng thời gian dài để quay trở lại nơi xuất phát. Gần đây Thế tử đang nghiên cứu các vấn đề liên quan đến không trung. Giống như Thế tử Phi đã thấy những vệ binh cõng diều lớn bay trên trời. Vài ngày nữa có thể họ sẽ ngồi trên một quả cầu phun lửa bay cao hơn nữa. Phu quân thực sự là một người kỳ lạ. Ngay từ ngày đầu tiên ta bước chân vào phủ Thế tử đã biết. Đêm tân hôn, ta ngồi một đêm ở đầu giường, con chàng ngồi một đêm bên bàn. Hai người cứ ngồi như vậy, không uống rượu giao bôi, càng không có niềm vui khuê phòng. Những gì mẹ dạy trước khi xuất giá đều không dùng được.
Sau đó, chàng ngủ trong thư phòng mỗi đêm, chưa bao giờ bước vào phòng tân hôn. Thấy bức màn đã lâu không có động tĩnh, Nhâm thở dài, không làm phiền nữa, lặng lẽ rời khỏi phòng. Thấy tử phi của Lý Hiên, rõ ràng là một nữ tử có tư tưởng, điều này khiến người ta rất cảm kích. Lý Hiên vẫn chưa về, Nhâm cũng không tiếp tục chờ, để lại một bức thư rồi, rời khỏi phủ thế tử. Thục Vương yêu mến tài năng, nhanh chóng để ý đến chàng, quả nhiên, dù chàng ở đâu, cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thôi bỏ đi, hắn rất có khả năng là hoàng đế tương lai, lại còn rất thù dai, tốt nhất là không nên đắc tội phu quân. Chuyện gì vậy? Hôm nay khi dọn dẹp thư phòng, ta thấy một bản thảo của phu quân bị rơi, trên đó còn nói hai viên đá khác kích cỡ, rơi từ cùng một độ cao, sẽ chạm đất cùng lúc. Có phải vậy không? Không phải hòn đá lớn sẽ rơi trước sao? Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Sự thật là gì? Chỉ cần làm một thí nghiệm là biết ngay. Sao lại như vậy? Thực ra, việc hòn đá rơi không liên quan trực tiếp đến kích thước của chúng. Nhưng nếu là một hòn đá và một chiếc lá, kết quả sẽ khác. Điều này chứng tỏ rằng xung quanh chúng ta có một thứ mà ta gọi là không khí. Vậy tại sao các vệ binh có thể bay lên nhờ diều? Vấn đề này khá phức tạp. Ta cũng chỉ mới hiểu được một chút. Chúng ta đến thư phòng nói chuyện tiếp. Ba ngày sau, Nhâm mang theo Lưu Như Ý đến dự yến tiệc của Thục Vương. Dù có tình huống không ổn xảy ra, ít nhất còn có Lưu Như Ý giúp chàng thoát thân. Thì ra là từ huyện Trường An. Hoàng nghênh, hoàng nghênh. Mời công tử mau vào trong. Biết vương gia thích chữ của tả công, công tử đã mất rất nhiều công sức mới tìm được. Công tử, còn chuyện gì nữa sao? Lễ ra mắt của ngài, không có lễ ra mắt thì không được vào sao? Không, không có quy tắc đó. Mời công tử vào. Cô nương này, khoan đã. Tại sao một tấm thiệp mời chỉ cho phép một người vào? Không, không phải vậy. Nếu là do từ huyện Trường An dẫn đến, tất nhiên cô nương này có thể vào. Chỉ là khi vào phủ vương gia không được mang theo binh khí. Thanh kiếm này của cô cần phải để lại đây. Rời khỏi đây thì lấy lại. Hãy cẩn thận với nó, nếu không thì coi chừng. Vương gia sao lại mời tên quê mùa này? Đẹp không, đẹp không? Đẹp cái gì mà đẹp? Đây là múa sao? Rõ ràng là đang khoe sắc dục, thân là sỉ nhục phần nhã. Không ngờ Thục Vương lại là người như vậy, thật khiến người ta thất vọng. Ngông cuồng, Thục Vương điện hạ, làm sao để ngươi bàn luận sau lưng được? Chỉ là lời nói đùa thôi, hà tất phải nghiêm túc như vậy? Thục Vương điện hạ là bậc nào chứ? Sao có thể đem ra đùa giỡn được? Loại người này không nên dây dưa, càng dây dưa hắn càng hại. Nhưng hôm nay chỉ cần giết thời gian là có thể về nhà, ngay cả đứng dậy cũng không cần. Quay đầu tiếp tục thưởng thức nghệ thuật. Chàng trai trẻ há miệng, những lời đã chuẩn bị sáng, không biết nên nói tiếp thế nào. Có người nói xấu Thục Vương, nhưng chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng nếu tối nay không làm điều gì đặc biệt, thì làm sao có thể thu hút sự chú ý của Thục Vương? Không ngờ đối phương lại nhanh chóng nhụt chí, khiến mọi sự chuẩn bị của hắn đều tan biến. Nếu tiếp tục dây dưa, có lẽ sẽ bị quản gia của đuổi ra ngoài như kẻ gây rối. Bất đắc dĩ, chàng trai trẻ nhìn Nhâm một cái, chỉ có thể trở về chỗ ngồi. Vị Thục Vương đó nổi tiếng lắm sao? Không chỉ nổi tiếng, hắn là hoàng tử có khả năng.